về cái trách nhiệm thì khi đó thì tập trung chứ không ta không phải là thì viết cho ta không cần phải thuộc lòng tất cả gì tôi chiếu. Chúng ta sẽ thấy rằng có thể là 10 slide tôi chiếu ở đây rút ra được có một câu gì nhất mà thôi, tức là vì 10 slide nó học hết đó là hình nhiều số liền gì đó vân vân, nhưng mà mỗi slide đó là ý đồ mà ta muốn nói cái gì chúng ta phải hiểu, và tôi nghĩ là chúng ta cũng phải tập thay đổi. Thì chúng ta là đại học chứ chúng ta không phải là phổ thông cấp 4, do đó chúng ta không nên thích thầy cho chiến nghe cái slide vô là năng phải biết hay không thuộc lòng, cái đó vô nghĩa, chúng ta không phát triển được bởi vì chúng ta luôn luôn học thêm điều đó. Tôi rất thích là chúng ta hiểu được tại sao ta phải có hành vi đó, chẳng hạn như tại sao anh không được truyền dịch, tại sao anh không được cho kháng sinh, tại vì đó nó phải có tại sao chứ không phải tại vì phát đồ nó đó không được cho mà tôi không cho. Cái câu đó nó rất là đơn thô sơ nên tôi nói thật ra là tất cả các nhà viết phát đồ Việt Nam đều dựa vào học chứng cứ, nhưng mà các phát đồ mình viết ra thì mình thiếu một cái phần là gì, cơ sở khoa của những phát đồ đó, chúng ta thiếu chuyện đó nên mà đọc phát đồ đôi khi mình cảm thấy rất là khó chịu, mình không hiểu tại sao mà khúc này đã chỉ truyền dịch tốc độ đó không mà ta không được truyền dịch tốc độ cao, không hề có ai nói tại sao cả. Và giảng dạy thì chúng ta cũng vẫn khó mãi là đi bốn trước chiều và dạy cái nhiều, nhưng mà tôi nói với tôi quan trọng cá nhân tôi chỉ thích dạy hàng đạo mà thôi, hàng sai đại học tôi nói làm gì, anh có nền tảng tốt, anh có khả năng tự học, anh muốn học thì anh tự thành bác sĩ giỏi chứ không phải nhờ ông thầy mà làm ông giỏi. Đó là câu chuyện mình phải có nền tảng tốt. Nền tảng tốt đâu, ở trong 6 năm này không có môn nào là thừa cả, tất cả những môn mà người ta soạn cho chương trình đi khoa đều có mục đích của nó, nó đều hỗ trợ của nó. Nếu đi học cộng sản của tôi sẽ được hỏi từ vi sinh, hỏi ký sinh, hỏi cái giải phẫu, tất cả những đó có thể là lúc mình học mình không để ý, nhưng mà trong quá trình mình thực hành tất cả những thông tin đó chúng ta đều phải sử dụng để giúp điều trị cho bệnh nhân. Cũng như học bài của tôi thấy sao còn thống kê không, chắc thầy nghĩ ông toán quá, nhưng mà không, tất cả những hành vi chúng ta trong thực hành, những quyết định lâm sàng đều dựa trên cơ sở thống kê cả, người ta là đầu nghiên cứu đầu họ ra cái đó. Chúng ta học cái gì, học cái kết luận thôi, giống như con tôi học ở trường thôi, tôi đọc sách lớp ba này nó hay thật luôn nhiều lắm, trên ba cấp hai cấp ba thì rất hay lắm, tôi biết đủ thứ thí nghiệm cơ sở khoa học, rồi cuối cùng chỉ có một đoạn dưới nó tôi đã tôi hoàn hiểu không, đóng cái khung nó lại. Tôi thấy học ở trường cô giáo kêu học thuộc lòng đó, tôi cười hoài cái cô mà dạy gì kỳ vậy, thì cũng đời nó hay như thế, nó tham khảo tạo cái kết luận nó là người điểm. Thì y khoa cũng thế thôi, nếu chúng ta đi học những dòng cuối cùng trong phát đồ thì chúng ta hiểu định còn sai như vậy. Do đó nhân con mình học từ lúc trước mình học về định nghĩa chắc hẳn, ngay cái định nghĩa thôi, nếu tôi giảng đơn giản chỉ tốn 10 phút thôi, tôi đọc định nghĩa, tức là định nghĩa là gì, bệnh nhân ghi lời bị trùng đúng không, có hai điểm số phải đặt cắt thêm hai điểm thì ta chẩn đoán nhiễm trùng huyết từ một trường đó. Ồ dễ dạy một trường nghiệm trẻ hết củi hai tiếng đúng không, nhưng mà nếu mà học dạy thì ta kêu gọi ngang thở thôi, chúng ta là thầy mà, còn chúng ta là thầy thúc, thầy thúc đã hiểu được tại sao nó có cái đó, lịch sử đó trước đó như thế nào mà ngày nay người ta đổi thành như vậy, thì chúng ta là nhà khoa học, chúng ta là bác sĩ thì ta phải hiểu chuyện đó. Thế đó chúng ta được quay lại cái tình huống này, và tôi sẽ hỏi lại dưới lớp, tôi sẽ hỏi hai phía luôn để chúng ta ôn lại bài cổ trước khi ta học qua phần điều trị. Phần điều trị đừng quá lo lắng, phần điều trị tuy thấy dài thế nhưng nó rất là đơn giản, gồm lại chuyện trạng giấy không, nhưng mà ta nói thấy một điều gì. Đây là phụ nữ 55 tuổi, thì bà là đội trợ, nhà trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh, nhập viện vì sốt và lạnh run. Ngày thứ sáu của mình, ba ngày đầu thì bà chỉ có tiểu gắt, tiểu lắc nhắc, nước tiểu đục thôi. Nhưng mà từ ngày thứ tư để đi thì số cao lạnh run, có nhập vào bệnh viện tuyến trước, được điều trị gì đó, chắc chắn là có xài kháng sinh, vân vân. Nhưng mà lâm sàng mà không đỡ, nên bà đến bệnh viện bệnh nhiệt đới. Tiền căn là nó từng bị nhiễm trùng tiểu tái y tế lại nhiều lần, tiểu đường cái con thì không biết, huyết áp thì nó lúc cao lúc thấp, thì nào cao thì nó thuốc hạ áp,
và trong vòng thời gian gần đây thì bà không có rời thành phố Hồ Chí Minh, tức là bà vẫn sống ở khu vực Tân Phú, vùng Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc nhập viện, tỉnh táo, đời và thăng lạnh, sinh hiệu là 120 lần, mạch nhanh, số 40 độ huyết áp 148, thở 24 lần ở trong nhà một chút, tim phổi không ghi nhận bất thường, bụng mềm, các tất cả các quan khác hoàn toàn bình thường. Quay trở lại câu chuyện không rồi, thế thì chúng ta chẩn đoán bà bị bệnh gì? Bà nữ. Câu hỏi chúng ta đặt ra rằng là bạn chẩn đoán là nhiễm trùng tiểu, thế cơ sở nào mà nói đây là nhiễm trùng tiểu? Nhất là về triệu chứng thì bạn có tiểu gắt, tiểu bút, tiểu lăn nhăn, nước tiểu đục. Với những cái triệu chứng đó thì mình nghĩ rằng hình như bà bị triệu chứng mình học về nhiễm trùng tiểu rồi, đó là triệu chứng của nhiễm trùng tiểu. Để chúng ta cơ năng và thân thể thì quan sát thấy nước tiểu đục chẳng hạn, và mình sẽ có làm xét nghiệm. Thì mình xét nghiệm mình thấy rằng nước tiểu bà là bạch cầu có và tiêm trích dương tính, tức là thường là do ra mập ngăn trường hồn mập. Xét nghiệm máu thì bạch cầu máu 8 hàng máy. Thế thì mình chẳng hạn bà bị gì? Và đây đi, cơ sở đã có rồi, bà nói như trùng tiểu thì câu hỏi của tôi rằng bệnh nhân này có cần phải nhập viện không hay điều trị ngoại trú? Trả lời đi, tôi sẽ chỉ giải lại. Bệnh nhân này cần nhập viện. Thế thì lý do tại sao bệnh nhân cần phải nhập viện? Theo bạn, lý do tại sao bệnh nhân này phải nhập viện? Ở bệnh nhân cần nhập viện, thế thì chúng ta nói rằng tại sao phải nhập viện, chứ đâu phải là lời nào thì nghĩ đó nào phải nhiệt đới nó phải nhập viện. Bác sĩ muốn cho bệnh nhân nhập viện thì bác sĩ phải giải thích bệnh nhân tại sao tình của bà cần phải nhập viện, chứ đâu thể cả bác sĩ đó là tính tự do, tính tự chủ về không có, đúng không? Nha. Thì đương nhiên bà cần phải đặt ra câu là cái bệnh sử là bà nhiễm trùng tiểu. Nhiễm trùng tiểu là bệnh rất thông thường, người ta điều trị ngoại trú, người ta có thể là điều trị phòng mạch vân vân. Nhưng mà bà này là mấy ngày sau bà sốt cao có lần run, bà nằm tiếp trước, bà nằm viện tiếp trước vì sốt là run, chữa không đỡ, bỏ việc bà chạy tới đây thì không có lý do nào mà đưa bệnh nhân về được hết. Nên cô kế từ hậu phòng bên đây rằng bà vô viện thì các bạn cho bà nằm tại phòng bệnh nặng hay là phòng bệnh nhẹ thông thường thôi? Vậy ngắn quá ha. Ông nam thì nên nữ thì nên nam đi ha. Và nam áo đỏ, theo bạn là bà nên nằm ở khoa bệnh nhẹ hay là bà mới vô phòng bệnh nặng để mình theo dõi kỹ cho bạn nha. Lý do tại sao bà phải nằm phòng bệnh nặng? À, tiểu cầu giảm phải nằm phòng nặng. Rất là khó nói ha. Nói thật ra thì thấy một con số tiểu cầu giảm không? Có rất nhiều nguyên nhân. Có thể cơ địa bà này tiểu cầu giảm sẵn rồi. Có thể là bà bị xuất huyết giảm tiểu cầu. Và có thể bà bị cũng vấn đề gì đó. Chắc như thế bà bị sơ gan thì tiểu cầu bà nó cũng giảm. Mà những tiểu cầu đó không có đủ để thăm tiểu cầu giảm, không đủ để phải nằm phòng bệnh nặng. Tiểu cầu giảm cho bà nhập viện thì tôi đồng ý. Chứ tiểu cầu giảm thì không phải là chuyện gì ghê gớm. Chạy tiểu cầu bà 400 ngàn, à, em sợ bà bị xuất huyết não, bị đục trong chảy máu đó, bắt nằm phòng bệnh nặng thì ok. Nghe đó, tiểu cầu 70 ngàn thì không phải là dấu hiệu quá nguy hiểm. Thế hôm vừa rồi mình có học cái gì đó để mình đánh giá bệnh nặng hay bệnh nhẹ hả? Quyết số 3. Thế thì
đánh giá tính số 3 phần này là mấy điểm? Đánh giá tính số 3 phần này mấy điểm? Con học bên đây, bạn đã ướt áo hồng ngồi bàn đầu đang lấy đồ, theo bạn là tính số 3 phần này mấy điểm? Tôi vô sớm để tổ bài đó chứ không là ba rưỡi là con xuống được đâu, nói lớn tôi nghe được rồi. Quốc sư ba bằng cái điểm một điểm. Thế là quốc sư ba đã đánh giá cái gì, kể tôi nghe những cái yếu tố mình cần đánh giá như đó là mấy yếu tố, một điểm là một yếu tố. Thứ nhất là cái tố huyết áp, huyết áp bao nhiêu thì mình đánh giá là có bất thường. Huyết áp cao trên 130/80 thì phải gọi là cao huyết áp, thì ta có liên quan gì đâu bất thường. Trong cuộc sống của ta thì người ta không có gì xài cho cao vì nó có hạn chế của nó đó nên ta xài không thấp thôi. Huyết áp nhiều trăm là xuống là một, thứ hai là gì không có, cái đó là tụt huyết áp. Thì ta nói chuyện thang điểm quýt sơ pha sẽ bao gồm có 3 cái. Thứ nhất là người đọc bằng hồ sơ đánh giá ý thức, nếu bệnh nhân có rối loạn ý thức là bất thường thứ nhất. Thứ hai, ta dựa vào huyết áp, nếu huyết áp bệnh nhân từ 100 mmHg trở xuống là bất thường thứ hai. Thứ ba, dựa vào nhịp thở, nếu nhịp thở bệnh nhân từ 22 lần trở lên là bất thường thứ ba. Bệnh nhân có từ 2/3 bất thường đó thì được đánh giá rằng bệnh nhân này có khả năng phải nằm khoa chăm sóc tích cực kéo dài, bệnh nhân này có khả năng tử vong trên 10%. Do đó bệnh nhân phải được theo dõi tại phòng bệnh án, phải được theo dõi sát. Bệnh nhân này cần phải coi lại là nếu anh đang xài kháng sinh, một bộ nhiễm trùng đang xài kháng sinh mà như vậy thì anh buộc phải lên thang kháng sinh. Bệnh nhân này nếu mà chưa có ổ nhiễm trùng, ta nên đi tầm soát tìm ổ nhiễm trùng, đúng chưa? Hôm trước mình học điều này vài bài hôm, ngày này dạng nhiều quá không nhớ, thì giới thảo buổi chiều đó quá trời nhưng mà gom lại mấy ý mình ráng nhớ nghe. Bệnh nhân này thích thì trường hợp này ta thấy rằng bệnh nhân này tỉnh, tỉnh tức là không có rối loạn ý thức. Bệnh nhân này có huyết áp 140 tức là lớn hơn 100. Bệnh nhân này có nhịp thở 24 lần tức lớn hơn 22 lần, tức là bệnh nhân này chỉ có một bất thường, tức là thì cũng quốc sư pha thì có một mà thôi. Quốc sư pha phải thuộc lòng nghe, tôi chỉ cho bạn sư pha thôi, chứ quốc sư pha đề thi không có cho, do đó chúng ta phải thuộc. Quốc sư pha thì được xếp vào nhóm thang điểm cảnh báo sớm, xếp vào nhóm đó trong cái tạo gọi thang điểm cảnh báo sớm mà các nhà xây dựng định nghĩa như quyết họ muốn rằng anh tìm một tiêu chuẩn nào đó để bác sĩ ở khoa cấp cứu, để bác sĩ ở khoa thông thường nằm ngoài khoa chăm sóc đặc biệt gặp một bệnh nhân nhiễm trùng có thể gợi ý rằng bệnh nhân đó có khả năng nặng, có khả năng là nhiễm trùng huyết, ta cần phải làm thêm sự kiện để xác định nhiễm trùng huyết. Thế thì vào tuần này rõ ràng rằng thời điểm vào thì bà không có nặng, do đó bà được chuyển lên khoa chỉ bên. À, đây ai đi chuyển bên biết rồi, khoa đó phải bệnh nặng đâu đúng không? Khoa chuyển bên là khoa sốt kéo dài, sốt từ 7 ngày trở lên được nằm tại khoa chuyển bên. Tại khoa chuyển bên thì bà sốt cao từ lúc 13 giờ nhưng đến 17 giờ thì bà xuất hiện ra sốt cao sản là 1, mạch nhanh 140 lần, huyết áp vào 190/110, nhịp thở là 28 lần một phút, đường huyết rất là cao 396, và xét nghiệm B1C về thì tới 12.7%, thế là bà bị tiểu đường lâu rồi bà không biết, đường huyết bà có tăng. Thế thì tới thời điểm này sơ pha quyết sơ pha bằng cái điểm được mấy, được 2 điểm. Nam quyết sư pha bà là có rõ ý thức và có thở nhanh và thở 2/3 tức là bà nặng, quý vị bị rất là nặng nên rõ ràng là lúc 17 giờ này người ta chuyển bà xuống khoa sản xuất thực cấp bởi vì có nguy cơ bà sẽ tử vong đó, và trở nặng rồi và không có nằm phòng thương nữa, nam và chuyển xuống qua phòng bệnh nặng hoặc xuống khoa sản xuất thực cấp.
tại sản xuất cần thiết ta làm ít xịt nhiệt ra không lắm. Kết quả xịt nhiệt về thì mình thấy là 30 phút sau thì có xịt nhiệt retinin máu bằng 62, kali là bằng 4, men gan 202, serotonin máu là có, siêu âm 1 thì thấy gan nó to, quan không tim to, cái dạng như thế này. Khi có động mạch thì tế bào có hiện toàn chuyển hóa và nó tất báo và là 2,96. Thế là xung quanh vào cái gì? Đi từng cái một. Bây giờ thời điểm đó mà sinh sản sắp bệnh viện thì người ta nghi và có khả năng vào bệnh viện trung huyết gì đó, họ đề nghị làm thêm một số xét nghiệm thấy có thử khi có động mạch. Thế thì BAO2 chia cho SPO2 là bao nhiêu? BAO2 của bà là 82 chia cho 0,36 ra nhiêu? 82 chia cho 0,36 là khoảng 200 máy, đúng không? 200 máy, 200 máy là dưới 300, 2 điểm, đúng không? Nhất có 2 điểm. Đông áp, tiền cầu của bà hồi nãy là 70.000, tức là dưới 100, thêm 2 điểm nữa, 4 điểm. Bilirubin, người ta không quen tập thử, nãy thấy men gan đúng không? Nè, thấy men gan đâu thấy bilirubin, không có. Huyết áp thì tạo ra là bất ổn, nên vẫn là huyết áp nãy là 190/111. Huyết áp trung bình bằng nhiêu? Chàng coi ban đầu 190/111/110 là huyết áp trung bình nhiêu? À, huyết áp trung bình là 137, tính sao 137? 100 trương cộng 1/3 hấp thu trừ đi 100 trương. À, hấp thu trừ 100 trương chia cho 3. Hấp thu trừ 100 trương chia cho 3 sao khó nhớ, khó hiểu ha, phải chắc cũng đúng, tầm nhận đúng. Ở tôi nói đơn giản lắm, hai lần hấp trương cộng hấp thu chia cho 3 để tôi quen giải đứng chia đúng không? À, mình chắc cũng giống vậy đó, mà đánh số chia khó chịu lắm nghe. Nên thật ra tôi thấy là ở đây hấp thu nhân cho 2 cộng hấp trương được chia cho 3. À, xin lỗi, lấy hai lần tâm trương, hai tâm trương nhân cho hai cộng công thu chia cho ba thì là đăng số của ta cũng tính đó là đó ở điểm khoảng 330 mấy, tức là trên 70, tức là không điểm. Bệnh nhân sản là Lasco mấy điểm, sản tức là lú lợn trả lời không chính xác thì chắc là khoảng 13-14 điểm gì đó, nên cho là 1 điểm. 5 điểm rồi phải không? Đến thận, creatinine bao nhiêu? Creatinine của bà 62 rất là tốt, tức là dưới 110, không điểm. Để tổng cộng bao nhiêu cái điểm? 5 điểm. Vậy là bà bên này đi. Bạn Nam ngồi bên góc đó, bà có bị nhiễm trùng huyết không? Nó lớn rồi, cậu đứng, la to, tôi nghe được rồi. Có. À, bà trả lời là có. Dương ở vào đâu, bà nói bà này có bị nhiễm trùng huyết. Không biết sao cái có. Cứ có là phải trả lời tại sao. Là thế rồi, chúng ta thay đổi đi. Ta nói cái gì đó là phải giải thích được rằng tại sao. Và bà này đi ha. Bạn nam áo đen, bạn có bị trùng huyết không? Hờ, có bị nhiễm trùng huyết không? Bà có bị nhiễm trùng huyết không? Có thì không? Đâu nói làm sao mà trùng huyết, kể tôi nghe coi. Dựa vào cơ sở nào nói bà bị nhiễm trùng huyết? Thank you.
ta định nghĩa rất rõ nha. Bệnh nhân có nghi ngờ hoặc là xác định nhiễm trùng, có hai điểm sofa tăng cấp tính thêm 2 điểm so với sofa nền. Ta có một số đâu nhắc gì, chứ hàng bài là sofa bình thường là 4 rồi, đúng không? Do đó cái câu hỏi kế là gì? Sofa nền bằng bao nhiêu? Thế thì vẫn có sofa bao nhiêu thì mình coi lại tiền căn của bạn. Tiền căn thì bạn bị nhiễm tiểu thôi, ngoài ra có những đặc điểm trên có cái áp cao thôi, đúng không? Tức là không có bệnh nền gì đặc biệt. Chẳng hạn coi là hiện các bất thường mình thấy đây. Thứ nhất, pH 2 chén theo 2 bài là dưới 300 là bất thường. Trước đây có bệnh phổi không? Không khỏe mà, còn đâu bệnh phổi đâu có gì đâu, đúng không? Do đó, cái này chắc chắn là mới cấp tính, ít nhất cái này không là đủ rồi đó, đúng không? Thứ hai, hồi nãy bạn cắt các tu tiểu cầu thì dưới 70 là nặng thì tôi nói chưa biết, tôi không biết cơ địa bạn có hay không, nhưng rõ ràng rằng xa các tu còn có đặc biệt. Nếu tiểu cầu có thấp sẵn, một bệnh lý tiểu cầu có sẵn thì có khả năng là mình có những đặc biệt trước đó mình biết rồi. Cho tôi nghĩ tiểu cầu giảm này chắc là mới, cái này không đủ độ mạnh, nhưng mà có khả năng là thành mới, bổ tiện là mới. Sẵn, hầu như mà chưa sẵn, chút giờ mà sẵn khác chứ. Hầu như 15 điểm tính bằng 0, còn bây giờ 13, 14 tính bằng 1. Tức là nếu mà tôi bỏ cái tiểu cầu ra nữa tôi được 3 điểm tăng cấp tính. Nhưng mà cái tiểu cầu chỉ là mới luôn, và tăng cấp tính tới 5 điểm lần. Bệnh là bệnh bà không có, đúng không? Do đó chúng ta cho số bệnh là bà không. Giờ 5 này trừ 0, tức là tăng thêm 5 điểm cấp tính thì mới được gọi là nhiễm trùng huyết. Chịu không? Chịu chưa? Rồi, nhớ đi thi đừng bị lừa nghe. Thấy năm không kêu đứa đoạn đường đâu, cái này người sơ gan, bệnh nhân sơ gan vô là chắc chắn là tiểu cầu là thấp rồi, chắc chắn là có bilirubin cao rồi, là hai đó không là số nền cao sẵn rồi, nghe số nền cao sẵn rồi ta cộng lại thấy nó cao hơn 2 thì ta nói nó là nhiễm trùng huyết, mà có được nghe. Đây, đó mình tính đánh tính đây ha. Rồi ý thức được 1 điểm nè, pH 3 chén được 2 điểm, ta tiểu cầu 2 điểm, ta còn là 5 điểm. Bạn bảo vệ một con sơ đến 20 giờ và tụt gặp thì áp bà là 80-60 mạch nhanh nhẹ nghe. 20 giờ chẩn đoán bà bị bệnh gì ở bên này thì nghe đó, cái bạn vào sau lưng mặt ngang có đỏ, thế bạn rồi 20 giờ bà bị gì? Bạn nằm trên mắt kính đó, ở đây ai trên mắt kính trên nè à. Thế bạn là bị gì? Vào thời điểm 20 giờ mình chẩn đoán là bị gì? Nó lớn là bạn đi học hay hỏi hả? Sao hỏi nghe ngơ ngác thế? Đi học hỏi cái trả lời, ủa mình nghĩ sao mình nói vậy? Là đúng thì mình đi đại khẩu đi học, còn đương nhiên mình ngồi đây mình học thì mình phải nói là sai thôi, mình chưa biết mình phải đi học chứ, đâu gì đâu mà sợ, đúng không? Thoải mái. Thế bà nghĩ bà bị gì? Bị nhồi máu cơ tim, bà bị sắc giật tức, sắc hút máu, bà bị sắc mặt vệ tại chỗ khác, hay là bà bị sắc nhiễm trùng? Thế bà bị gì? Bị sắc hay là biết sắc? Để tôi muốn là biết sắc, không chọc sắc nào nhưng sắc ai biết? Nghe. Sắc nhiễm trùng. Đầu tiên hết bạn có sắc không nè? Có đúng không? Huyết áp tâm thu của bà là dưới 90 mmHg là một tiêu chuẩn thứ nhất. Bạn có giảm tiết máu không? Chắc có ha. Bạn có xả có lúa lẫn gì đó vân vân thì có khả năng rằng bạn có giảm tiết máu thì đó chắc là sốc có thở. Sốc thì được luôn, mình được gì? Sốc chẳng nói là sốc nhiễm trùng cũng được. Nhưng mà bạn có phải phân biệt với bệnh gì khác không? Chứ mình đừng bây giờ nói sốc nhiễm trùng ngay. Đương nhiên ở người già này thì nó có rất nhiều phân biệt, rồi tôi muốn nghe cái phân biệt mà thường gặp thôi. Ở người già là tụt huyết áp, bà bốn già đến đâu có năm mấy tuổi mà phải không? 5, 6, 7, 8 thì đâu có già. Sốc giật là mình phải phân biệt đầu tiên nghe, nghe mình nhớ. Bà đã sốt 3-4 bữa nay rồi ha, có thể bà có đo máu tiêu chảy gì đó, bà ăn uống kém gì đó vân vân thì bà có thể bị thiếu nước. Do đó
sở trí người ta được truyền ngay 2.000 ml dịch trong vòng 90 phút. Họ truyền dịch nhanh cho bà, nhưng mà sau khi truyền xong thì huyết áp bà vẫn là 75/50, CV bà là 20 cm nước. Chưa hỏi thế CV này là đủ chưa? Được không? CV vậy là bình thường hay bất ngờ? Nước này đủ chưa? Bù rồi không em nghĩ? Quân thứ mình nói là gì? Mình học định vị nhớ không? Sốc nhiễm trùng là gì? Bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết có kèm theo sốc, không đáp ứng với bù dịch, phải sử dụng vận mạch để duy trì huyết áp. Thế thì trường hợp này đổ 2.000 ml dạy, huyết áp bệnh nhân thành dạy là có đáp ứng với bù dịch không? Mà không đáp ứng có hai ý nghĩa đó, thì không đáp ứng là gì? Là anh bù chưa đủ thì nó không đáp ứng, hay là anh bù đủ rồi nó không đáp ứng là cho bệnh khác, không phải xác nhận đáp ứng. Thế là thầy bù đủ chưa, dễ hiểu hơn, bù ghẻ đủ chưa, có đồng ý bù thêm không, khó khăn ăn thì siêu học tình à, siêu học tình hết rồi đó nha, hết rồi đó. Chứ xíu học phải chăm sóc cho mình sẽ quay lại tình huống này để mình thấy mình chỉ gợi vài ý cho mình để biết thôi trong giờ học. Ôn lại bài à, cứ dạy dọc cho mình nhìn trở lại. Chắc mình xin lỗi micro cả micro gì mà nó quẹt cả mất tiếng nha. Ta có vẻ nghèo quá, ta đâu có nghèo, ta được đại học vĩ đại nhất thế giới, nghèo đâu, đại nhất thế giới sao nghèo luôn nha. Trường là vĩ đại học thì ta do đó không thể nào mà xài cái micro mà quẹt mất tiếng, quẹt cái mất tiếng. Đặc biệt là cái micro không dạy không có, chúng mình giống như con chó cặp từ cột sợi dây chạy vòng vòng đúng không ạ? Nó thì đi dạy cặp lên chạy vòng bên đây, chạy vòng bên kia, kia tóm cột dây vậy đó. Chị vô lớn chúng ta tóm kia cắt thôi, cũng có gì khó đâu. Chúng ta trường học vĩ đại và khó quá. Quay lại nữa để không ta tiếng, rồi cuốn xuống tóm với gặp gặp, chữ thì trên trời, lúc gặp gặp mai vô thuộc bài, tôi không thuộc bài, tôi dạy cái trường đâu. Nên bài tôi dạy 2 trường năm rồi, tôi nhắm mặt tốt rồi. Đó là nghi ngờ nhiễm trùng thì chúng ta bệnh nhân ổn nhiễm trùng, nghi ngờ nhiễm trùng ta đánh giá thuốc sofa còn có nặng hay không. Nếu mà thuốc sofa mà thỏa từ 2 điểm trở lên, tức là bệnh nhân này có nguy cơ tử vong, thường nằm hồi sức, tức là gì, nhiễm trùng có nguy cơ tử vong thì coi chừng là nhiễm trùng huyết đó. Nên cái đó người ta đề nghị chúng ta là đánh giá còn có rối loạn chức năng cơ quan hay không. Bước thứ nhất cho lan can thì ta phải đánh giá sofa. Nếu sofa tăng cấp tính thêm 2 điểm so với sofa đài trước đó thì ta cũng gọi là nhiễm trùng huyết, đúng không? Nhiễm trùng huyết mà bị đột huyết áp, không đáp ứng thuốc bù dịch, cần phải sử dụng vận mạch để duy trì huyết áp và có lá tách máu lớn hơn 2 mmol thì ta sẽ chẩn đoán là sốc nhiễm trùng. Các bạn như bệnh nhân hồi nãy mình điện 2.000 ml CV đạt 20 cm nước, mình chưa đủ nước rồi thì ta buộc cái sàn động mạch để nâng huyết áp, đúng không? Lá tách máu bệnh nhân đã là 2.97 phải không, lớn hơn 2, tức là bệnh nhân thở thì được kêu đó là sốc nhiễm trùng, ngang sốc nhiễm trùng. Mình để ý rằng nếu mà sofa mà không đạt được 2 điểm, nhưng mà bác sĩ thu cảm giác rằng bệnh nhân này tôi cảm giác nó nặng đó, tôi nó không thỏa thì ta vừa được xét nghiệm đánh giá chức năng cơ quan. Thầy có cái nhánh gì nghe ra không? Nếu không thỏa và vẫn nghi ngờ thì ta được phép đánh giá nghe, chứ không phải là ông thầy nhiễm chạy rồi cúp sofa mà 2 trở lên mới được xét nghiệm đánh giá suy tạng, còn dưới 2 không cần, không có điều đó nghe. Bác sĩ là toàn vui, nếu ta nghi ngờ thì ta được phép. Lý do rằng tại sao lý do đó? Lý do là cảm giác mình thấy là hội chứng đơn nguyên toàn thân cúm sofa, số thang điểm cảnh báo sớm như thang điểm new ở bên anh chẳng hạn, vân vân, thì người ta đánh giá gì và gì mức độ chính xác, mức độ kịp thời các anh kịp thời chẩn đoán bệnh nhân nào,
dễ sử dụng, tính khả thi dễ sử dụng. Thì rõ ràng là hội chứng viêm toàn thân thì độ chính xác không tốt, bởi vì lý do là hội chứng mình nó rất nhiều rồi, tức là nó độ đặc hiệu nó thấp, ngay do rất nhiều chẩn đoán quá tay, rất nhiều trường hợp anh tưởng rằng nhưng mà nó cuối cùng nó không có phải là chứng viêm huyết. Tuy nhiên thì vì nó chẩn đoán độ nhạy nó cao, do đó ít khi nào nó bỏ sót bệnh lắm, anh tính kịp thời, anh kịp thời xử lý sớm, anh hiếm khi nào anh bỏ sót bệnh. Ngược lại quốc sung pha của mình thì nó sao, nó chính xác hơn, nó tăng thêm độ đặc hiệu. Nhưng mình học test chẩn đoán, mình sẽ học giờ chính thông lâm sàng test chẩn đoán, nếu độ nhạy tăng thì độ đặc hiệu sẽ giảm. Nếu anh tăng độ đặc hiệu thì độ nhạy mình sẽ giảm. Khi anh thấy là độ đặc hiệu nó ngon hơn, nó chính xác hơn thì anh hy sinh mất chuyện đó, thì anh phải chấp nhận rằng có khả năng anh bỏ sót bệnh. Do đó một số trường hợp bệnh nhân không thỏa quyết sự bài như sao đổi vào những trung yếu sống rồi. Do đó lớn câu là gì? Nhãn quan nhà lâm sàng vẫn là quan trọng, đó là bác sĩ vẫn là người bên cuối cùng. Tuy nó không phải quyết sự bài nhưng mà tôi cảm nhận theo kinh nghiệm cá nhân tôi như vậy gì đó vân vân, thì tôi được phép tiếp tục làm xét nghiệm trên test sự bài, chứ không có ai có gì cứng ngắc là phải hai mới được làm. Cứng ngắc đó là chúng ta không hiểu đúng ý nghĩa của nó và cái lượng giá trị thực hành điểm này. Còn early warning score thì rất là ngon ha, từ lúc thích làm early warning score nhưng mà nó hơi rốn rắn, đã là thấy không, cái sự dễ sử dụng của nó, feasibility nó thua hẳn rồi, bởi vì nó đầu thêm cái hạt như đây, cái cũng như thông số rất là thông thường, nhiệt độ rồi đánh giá tri giác rồi mạch rồi huyết áp rồi mình nên thở oxy không thở oxy, đo SpO2 thì thở vân vân, nó cũng rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà nó khó cho cái gì? Là có bạn đặt cầm tay đến mới được, chứ còn cái hội chứng viêm toàn thân đó là đánh số 3 thì thuộc lòng cái con của bạn đúng không? Tôi mà dạy cái này đi thi bên nào của bạn thì cho biết đúng không? Nhưng chúng ta chỉ cần làm chừng là con đỡ thuộc của bạn này các bạn dễ ổn mà đâu có gì đâu. Anh mà nó đánh giá rất là rõ ràng ha, nghe ở Việt Nam mà biết cao nó cũng có điểm được, nên nó sẽ cải thiện được cái kém của quốc số 3. Rất nhiều hiệp hội hồi sức hiện tại người ta đang rất muốn sử dụng cái này, bởi vì đây là thang điểm cảnh báo sớm, không phải cho bệnh trùng đâu, dành cho bệnh nhân đa khoa, dành bệnh nhân nội khoa, ngoại khoa, bất cứ chuyên khoa nào ở phòng cấp cứu, bệnh nhân vào cấp cứu người ta đánh giá cái vấn đề bên anh. Nếu mà bệnh nhân thỏa mà cái vấn đề có người báo cho bệnh nhân đánh 0.4 điểm là nguy cơ thấp đó, cho dù khoa nào theo dõi vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân đạt 7 điểm đó lên là cả này nặng nghe nguy cơ cao, cần phải xử lý cấp cứu vân vân, nên chúng ta phân loại bệnh nhân tại phòng cấp cứu. Và hiệp hội chúng ta muốn mình cũng quan tâm, nhưng mà quá thì chúng ta không có thể nào mà làm được nha. Hiện tại chúng ta khó khăn cái việc này, nhưng mà tôi nghĩ là không quá khó, vì thông tin này là có sẵn, xin hiểu của bạn nay xin hiểu không có gì mới mẻ đâu. Bây giờ tất cả phòng cấp cứu đều có máy SpO2 kẹp ngón tay là xong rồi, nhiệt kế kẹp nắp, còn phải có gì ở đâu làm nữa, đúng không? Chúng ta làm được, chúng ta tôi nghĩ là nên tương lai có khả năng thang điểm này sẽ thay thế quyết số 3. Bây giờ rất nhiều bài báo người ta đã thấy là hình như quyết số 3 nó không kịp thời trong việc chẩn đoán đi làm chặt để trong sự trí có khả năng đó. Tuy nhiên tới hiện tại thì chưa ai khuyến cáo cả, tôi nói thế thôi, tương lai một vài năm nữa thì có nhiều dữ liệu hơn, hiện tại mình vẫn sử dụng quyết số 3 đi thi vẫn xài quyết số 3 nghe, chứ mà nó nói gì là bỏ nghe quyết số 3 vẫn xài bình thường đó. Ôn bài cũ quá, chúng ta về mới nghe qua điều chỉnh. Đứng về điều trị, mình nhớ là hình sinh lý bệnh không rồi. Nguyên khuẩn khi nó xâm nhập vào cơ thể mình thì nó tiết ra một độc tố là lipopolysaccharide. Trình trùng đa măng, lipopolysaccharide nó sẽ gắn với độc rồi, thế thì nó trình diễn cho đại thực bào. Và khi mà đại thực bào trình diễn thông nguyên thì nó sẽ trình diễn hệ thống vi và nó phóng thích ra rất nhiều các hóa chất trung gian, các cytokine, hóa khoáng, của dòng các đông, các bộ thể, vân vân. Thì sau đó nó sẽ cho cái tác nhân gây bệnh, nhưng nó có một mặt trái của nó là gây tổn thương tế bào đầu mạc, đưa lên suy tạng. Thế thì đứng về điều trị mình sẽ có ba phần. Phần thứ nhất là phần trên cùng là chúng ta điều trị nhiễm trùng,
tức là ta phải xác định tăng nhân, ta phải cho kháng sinh, ta phải giải quyết bộ nhiễm trùng. Phần dưới cùng, tức là ta có suy đa cơ quan thì nhiệm vụ của ta phải hồi sức. Bởi vì ta cho kháng sinh nhưng mà tạng bệnh nhân suy, ta không hồi sức được tạng thì bệnh nhân chết trước khi kháng sinh có tác dụng tiêu diệt các nhân gây bệnh. Do đó hồi sức vẫn là rất quan trọng ha. Hồi sức nằm phần dưới. Còn phần tiếp chữa là cái nguyên nhân sinh với bệnh, tại sao mà tác nhân đi vô cái hạt đông nậu đó, là ta phải can thiệp vào quá trình viêm, quá trình kháng viêm. Tới hiện tại thì chúng ta cũng đang nghiên cứu mà thôi. Nghe thứ sư tự trình bày có rất nhiều cái thấy tốt, xong sau đó lại thấy không tốt, vân vân. Đứng về điều trị thì chẩn đoán sớm, điều trị sớm và tích cực thì bệnh nhân mới có chịu tốt. Tất cả các bệnh lý đều vậy cả, nhưng mà đặc biệt trong nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng thì điều này cực kỳ quan trọng. Do thấy là tập bước sofa hoặc là tôi nói thang điện cảnh báo sớm v.v. tức là anh phải nhận định sớm được tình trạng này, càng sớm càng tốt. Khi nhận định được thì anh sẽ xử lý ngay lập tức, trong vòng 1 giờ anh sẽ xử lý rất tích cực thì dự họ mới tốt. Còn nếu ta trì hoãn kéo dài thì dự họ bệnh nhân sau. Thế thì hồi sức tích cực trong vài ngày đầu đã làm gì? Tôi nói chuyện hồi sức trước, nghe hồi sức trước. Sức trong vài ngày đầu ta nên làm gì? Trong 6 ngày đầu, tức là khoảng cách đây từ năm 2012, tức là cách đây khoảng 7 năm, thì người ta khuyến cáo hay là ta nên hồi sức tích cực trong vòng 6 ngày đầu. Sơ đầu, những bệnh nhân nhiễm trùng huyết mà có tình trạng giảm tưới máu, tức là bị tụt huyết áp kéo dài đổ dịch không ra, hoặc là bệnh nhân đó mình thử lactate máu trên 4 mmol, những bệnh nhân này anh phải hồi sức rất tích cực trong 6 giờ đầu, nếu không thì dự họ bệnh nhân xấu. Thì mình có mục tiêu thời điểm đó thì người ta khuyến cáo rằng anh hồi sức như thế này, anh làm sao cho áp lực tinh mạch trung ương, CVP là áp lực tinh mạch trung ương phải đạt từ 8 đến 12 mmHg. Còn nếu bệnh nhân có thở máy thì đạt từ 12-15 mmHg. Hỏi chết này rồi, cái này biết nó nghe như vui tai thôi nghe. Huyết áp trung bình phải đạt được 65 mmHg trở lên. Lượng nước tiểu phải đạt được tối thiểu là 0.5 lít/giờ trở lên. Và nếu bệnh nhân này người ta đo độ bão hòa oxy của máu tinh mạch trung ương, tức là người ta sẽ có một cái catheter người ta luồn qua cái đường đặt CVP, và sau đó thì nó sẽ đo trực tiếp giống như mình kẹp cái cơ hai đầu tay, mình sẽ có dấu hiệu phải có giá trị S đưa ra trên màn hình, thì mình sẽ có giá trị SCVO2 trên màn hình luôn, dựa vào một cái sợi dây nó đưa qua cái đường đặt trung ương, nó nằm ở trong máu đó và ta đo trực tiếp. Nếu không đạt được 100% thì ta phải buộc dịch truyền máu hoặc đường glucagon. Tuy nhiên cái máy này thì cả thế giới chỉ có một công ty duy nhất ở California, Mỹ sản xuất mà thôi. Do đó người ta nói rằng kiếm cái máy này khó quá. Thì đó một số tác giả sau này thì họ thấy rằng nếu lắc tắt máu bệnh nhân cao mà anh điều chỉnh trong vòng vài giờ mà lắc tắt máu nó giảm xuống thì bệnh nhân đó dự họ tốt và nó cũng tương đương như là anh giúp cho SC anh làm điều trị SCO2 lên trên 70%. Do đó nếu ta không có cái đó thì ta sử dụng cái tiêu chuẩn dưới là bộ thần hóa lăng tát. Đây là chuyện lăng tát ha. Ý nghĩa lăng tát là gì? Đây là đường cong cấp lăng mây gian và đường cong sông còi. Tiếp tục hoàn là thời gian, theo thời gian bệnh nhân vô thì 100% còn sống đủ, đúng không? Theo thời gian bệnh nhân chết giờ thì rõ ràng rằng những bệnh nhân nào mà đường đứt đứt thì chết ít hơn bệnh nhân đường liền, đúng không? Thì điều phân tích là gì? Lắc tách máu bệnh nhân giảm hơn 10%. Tức là những bệnh nhân ta điều trị và lắc tách máu nó giảm thì tiên lượng nó tốt hơn những bệnh nhân mà ta không có điều trị, nó không giảm được lắc tách thì nó sẽ giữ họng xấu hơn, chết nhiều hơn, nghe chết nhiều hơn, chết từ 80%, nghe giống giống kia chết khoảng 50% mà thôi, nghe 50%. Thế thì để hiện thực hóa thì người ta sẽ đưa ra cái lưu đồ này, tức là bệnh nhân vô có ổ nhiễm trùng và sau đó bệnh nhân có tổn huyết áp thì ta sẽ điền 20 lít khí gì đó nhắc hoặc không đáp ứng và nó tắt máu trên 4,
thì người ta đặt catheter cho hồi sức vân vân. Và sau đó, sau khi đặt catheter thì người ta sẽ truyền dịch để CVP phải đạt từ 8 đến 12. Nếu chưa đạt dưới 8 thì ta truyền dịch cho đạt 8 đến 12. 8 đến 12 đạt rồi thì ta có tới huyết áp trung bình. Có trung bình và dưới 65 thì ta cho thuốc vận mạch để nâng huyết áp lên trên 65. Đạt được 65 lên rồi mà đánh giá SCVO2 nếu như đạt tới dưới 70% thì ta truyền hồng cao, ta xài thuốc glutamine, thuốc hydrox, thuốc tăng sinh tố cơ tim để đẩy nó lên trên 70%, ta tăng cái cung đường tim lên trên ngưỡng sinh lý, nên lên ngưỡng sinh lý để hy vọng rằng anh cung cấp đủ oxy cho mình. Tại thời điểm này ta vẫn quan điểm rằng oxy còn thiếu thì ta tăng cao, nên vân vân. Thì đương nhiên để ta có SCVO2 thì ta có là tăng máu, nó tăng máu phải giảm trên 10% trong vòng 6 tiếng đồng. Đó là mục đích cơ sở khoa học tại sao có cái chuyện này như mình nói. Cơ sở khoa học là của ông River. Ông River là một bác sĩ người Mỹ, là nghiên cứu tại một cái bệnh viện tại một khoa hồi sức thôi, chỉ khoảng 260 bệnh nhân ở hai nhánh tại một trung tâm duy nhất. Và ông đăng bài báo này trên tạp chí đưa lên năm 2001. Khi bài báo này đăng lên thì tất cả các sách vở giáo khoa đều phải sửa trở lại là điều trị theo mục tiêu sớm trong 6 ngày đầu như hồi nãy giờ mình học, tức là anh phải truyền dịch để áp lực và trung ương đạt từ 8 đến 12, nếu không thở máy có thở máy từ 12 đến 15. Anh phải sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp trung bình trên 65. Ta phải gì đó SCVO2 ta phải sử dụng, sau đó vân vân, truyền máu, truyền glutamine để duy trì đạt. Thì ông thấy rằng nếu điều trị theo cái lưu đồ của ông như vậy thì tỷ lệ tử vong là 33%. Nếu theo thường của bác sĩ thì tử vong là 50%. Thời điểm đó, một cái biện pháp điều trị tích cực và giảm tử vong từ 50% xuống còn 30% là khoảng 1. Ngày nay chúng ta không thấy điều trị nào được hiệu quả gì đâu. Do đó khi bài báo này ông đăng trên tạp chí đưa lên thì hầu như là tất cả các trung tâm trên thế giới người ta phải sửa lại phác đồ của họ và sách giáo khoa đi dạy đều sửa lại hết. Đều sửa y dạy từ năm 2001 trở về sau là nó sửa lại hết. Tuy nhiên nghiên cứu này cũng rất nhiều điều thắc mắc. Người ta thắc mắc nhất tại sao cả thế giới phải nghe theo một nghiên cứu của một trung tâm duy nhất mà chỉ có 260 bệnh nhân mà chúng ta phải nghe, là còn cái đầu tiên. Còn thứ hai là ta thấy rằng nghiên cứu này ta xài cái máy mà đo SCVO2 đó, và cái máy đó chỉ có một công ty duy nhất sản xuất nước Mỹ thôi, mà ông mỗi lần mà ông đi báo cáo nghiên cứu này có đứng cạnh cái máy đó hoài. Mấy nhà báo nghi ngờ là ông nhận tiền từ cái công ty đó, vân vân, là người ta làm rất là nhiều công chuyện thêm dạng, người ta nói về ông, vân vân. Và vì lý do phức tạp như vậy thì người ta tìm cách lật đổ ông. Lật đổ ông thì đây là đang năm 2014, 30 trường đại học y khoa Hoa Kỳ hợp tác lại để lật đổ ông. Mà nói chung cả thế giới chưa có 30 đại học y khoa đâu, 30 đại học này đại diện cho Bắc Mỹ thôi, hợp tác làm cái chuyện lâm sàng, 30 trường đại học. Tất cả các khoa hồi sức của 30 đại học này hợp tác với lại là gì? So sánh 3 phác đồ. Phác đồ thứ nhất là theo mục tiêu sớm của ông, là cái đường màu cam. Phác đồ thứ hai là theo phác đồ của bệnh viện, của cái trình học đang sử dụng. Phác đồ thứ ba là cho bác sĩ muốn đợi gì là từ đó chắc thì theo bài hết. Thì kết quả cuối cùng là gì? Đây cũng dạy đường cao sống còn mà các bệnh viện mà ta bị được. Và bị được là sao? Trục hoành nữa là thời gian, nhưng mà trục tung là tử vong, tỷ lệ tử vong. Tức là lúc vô chưa là ai chết hết thì càng ngày chết càng nhiều. Nhưng một kết quả cuối cùng là gì? Sau 30 ngày thì điều trị theo một tư sớm như ông, hay là điều trị theo phác đồ bệnh viện, hay là cho bác sĩ muốn làm gì thì làm, từ vì ông thích điều trị thì mình không thích cho, mà mình không cho cần, chẳng cần theo phác đồ nào cả, thì kết quả không hề khác biệt. Những cái đầu tiên đang cũng đang tập chí đưa lên tất cả những nghiên cứu lớn đưa lên là nghiên cứu làm sửa sách giáo khoa đó. Anh kia thấy vậy. Thứ hai, Úc và New Zealand cũng tham gia được. Úc và New Zealand có một trung tâm lớn về hồi sức. Trên thế giới thì nghiên cứu về hồi sức nằm ở hai trung tâm Úc và New Zealand. Mục đích còn là gì? Cũng lần nữa ông luôn. Thì ở đây ta làm hai thôi. Một nhánh là theo ông và một nhánh là giao cho bác sĩ muốn điều trị sao thì điều trị theo kinh nghiệm bác sĩ. Kết quả là gì? Hai người là nhập với nhau, tức là không khác gì cả, tức là điều trị tích cực như ông hay là điều trị theo
bác sĩ thì cũng không thay đổi. Thứ ba là cho cái này là cho promise của châu Âu chủ yếu ở Việt Nam nha anh. Thì nó làm gì Việt Nam? Thì người ta thấy rằng điều trị châu Âu hay điều trị thường quy thì vào năm 2015, tức là sau ba nghiên cứu của cả thế giới công bố, tức là cho Mỹ, cho và Úc, New Zealand công bố, thì người ta rút ra ha, người ta thấy rằng rõ ràng rằng có một dòng river chứng minh là có giá trị thôi. Còn toàn bộ nghiên cứu sau này thì đây là cái hình này thì chúng ta cái đường số 1 này, nếu mà cái nghiên cứu mà nó cắt ngang cái đường số 1, kết quả nghiên cứu cắt ngang số 1 này tức là gì? Điều trị theo ông hay là điều trị thường quy không khác biệt. Còn nếu mà lệch thì thế nào là bên đó tốt? Rõ ràng rằng ông River thì làm về phía qua rất tốt, nhưng mà tất cả nghiên cứu sau này không nghiên cứu nào lệch lại cái đường đầu đó. Do đó sau này thì người ta làm rất nhiều tổng hợp lại thì cuối cùng người ta rút khỏi, người ta rút cái điều trị sớm cho một tiền là khỏi hướng dẫn hiện tại thì chúng ta không buộc phải tuân theo nữa. Và kết luận này, nếu mà chẩn đoán sớm, bù dịch và hồi sức tích cực sớm, cho kháng sinh hồi sớm thì có điều trị theo ông hay là điều trị theo thường quy cho bản kết của bác sĩ là gì làm á thì cũng như nhau, nghe không? Như nhau không có khác biệt. Còn quan điểm cá nhân của tôi thôi thì tôi nghĩ rằng nghiên cứu khoa học có giá trị đối với Việt Nam. Nói thẳng, những bác sĩ mà làm nghiên cứu 2014-2015 này, thời điểm 2001 chắc là một trọn quá. Thời điểm đó ta có mười mấy năm ta đã được tập luyện theo cái tác phong nhanh đó thì tôi không có tin rằng bao bác sĩ sau này cho vấn đề gì trị và trị khác được nhiều đâu. Bởi vì ta tập kết lượng dịch truyền của những nghiên cứu sau này sau nghiên cứu ông là không khác được. Giữa hai nhánh đó, cái nhánh phải bị sớm được tiêm và cái nhánh kia không có khác được. Không khác được gì, không khác được nhiều đâu. Do đó điều chứng tỏ rằng cái tác phong chẩn đoán sớm, điều trị sớm tích cực, phù hợp thì là tốt. Chứ không phải là theo ông theo ai, nhưng mà chúng ta đều về đó, chúng ta còn chặt lắm. Để cho vô làm thủ tục mua hồ sơ không hết nửa tiếng chưa xong rồi, kiếm bác sĩ khám rồi buổi chưa xong, đẩy lên chúng ta đợi lấy máu lấy đồ, chúng ta lại 2-3 tiếng chưa hồi sức. Nên chúng ta phải quay lại chuyện là thật ra là những trung tâm này, những trung tâm y khoa hàng đầu thế giới nhân sự rất nhanh lắm, vô làm là tôi còn tí mà hết à. Do đó nó chất lượng điều trị thường quy của nó là cao cấp lắm hết, chứ phải thường quy của mình. Do đó thật ra tôi vẫn nghĩ rằng điều trị tích cực như ông cũng có cái giá trị của nó chứ phải không đâu. Nhưng mà điên đấu với những quốc gia nó phát triển thì nó có thể là thấy rằng không có cần phải làm sạch lớn sạch dữ dội như vậy, không cần phải làm sạch lớn như vậy. Do đó 2016 thì hiệp hội, tức là đó là một cái tổ chức mà người ta về những trung quyết trên thế giới và họ các chuyên gia lại và người ta đưa hướng dẫn điều trị, thì người ta thống nhất hiện tại những trung quyết và các chương trình là cấp cứu nội khoa, ăn cái điều trị và hồi sức ngay lập tức là chủ nhất. Bây giờ thì ta chỉ bù dịch là 30 lít khí trong 3 giờ đầu thôi, ta không cần phải dịch nhiều đâu. Cái thời điểm trước đó anh cũng điện sang cho anh đạt CV từ 8 đến 12 mét thì ngân có bệnh nhân điều trị 5 đến 10 lít chưa đạt, ra 5 lít chưa đạt chưa rất nhiều. Còn bây giờ anh truyền 30 lít ký tính là người sát được ký 2 lít còn gì vậy nghe, người 8 ký thì 2,5 cũng như 5 chai hết rồi nghe, chai 500 có 5 chai nghe, rõ ràng đó là không có nhiều, không có nhiều ngày xưa nữa. Anh truyền hết một đợt này thì ta muốn bù thêm dịch thì ta phải đánh giá rằng bệnh nhân này có cần thêm dịch truyền hay không, chứ không phải là ta cứ truyền hoài và không hề thấy cái chữ CV này nữa, ta bỏ mất chữ CV này rồi, không sử dụng CV trong hồi sức đó. Gấp được bệnh vẫn như cũ, nhưng mà ta người ta vẫn y như cũ, chỉ có điều là gì, truyền dịch ít hơn là một, thứ hai là không dựa vào áp lực từ mặt trung ương để đánh giá đủ nước này đủ nước nữa. Và đến năm 2018 thì 2019 ta mới công bố, 2018 ta thống nhất 2019 công bố thì đây là cái gói và hồi sức trong giờ đầu tiên khi anh đến, khi anh nhận bệnh nhân này, nhận định bệnh nhân này bị nhiễm trùng huyết hoặc sắp nhiễm trùng thì trong một giờ đầu tiên anh phải làm 5 bước sau đây. Bước thứ nhất là ta phải lấy máu cho lắc tắc, cho lắc tắc có cao hay không. Nếu lắc tắc trên 2 mm nhớ vào 2-3 tiếng sau phải kiểm tra lắc tắc của mình hồi sức có tốt hay không. Thứ hai, lấy máu cấy, lấy máu cấy rất quan trọng. Tuy nhiên ta nói thẳng là gì, đừng vì việc cấy máu này mà trì hoãn được cho kháng sinh, ngay trong vòng 45 phút phải có kháng sinh được người bệnh nhân. Thứ ba là ta sẽ cho kháng sinh phổ rộng, bởi vì
bệnh nhân nhiễm trùng huyết do ta không thể xác định được trong âm hay trong dương, bổ phải trong bổ rộng, ta chọn bổ hẹp, cho sai kháng sinh, bệnh nhân chắc chắn chết, do đó là chọn bổ rộng. Thứ tư là ta điều trị nhanh 30 lít ký ở những ngành có tụt huyết áp hoặc là lắc tách máu trên 40 mmHg. Và thứ năm thì ta chọn thuốc vận hành sớm cho bệnh nhân. Nó dùng chữ đưa lên là trong quá trình đang hồi sức dịch đối với người bệnh áp tụt đe dọa tính mạng, tụt rất thấp đo không được thì ta sẽ cho vận hành song song với điều trị, còn không thì ta điều hết 30 và ta chọn hết 30 bệnh áp không lên thì ta cho thuốc vận hành để ta duy trì điều trị. Đây là cái gói mà có 1 giờ hiện tại là người ta yêu cầu là tất cả các khoa hồi sức trên thế giới nên thực hiện gói này để cải thiện y học cho bệnh nhân nhiễm trùng huyết sau tiêm chủng. Tức là tao bỏ cái lưu đồ có liver, ta lưu đồ mà hồi sức theo mục tiêu sớm trong sau y học, và thế bằng cái này, thế bằng cái này. Đó là hồi sức trong sáu giai đoạn. Bước thứ hai là điều trị nhiễm trùng. Nói chung, tôi kể từng bước để đi dạy thôi nha, chứ không phải là làm chung đúng hết á. Ta làm lần hết, chứ không ai là lắc nhắc hết trơn á, mà chia bước một bước hai đâu. Làm chung một lần thôi. Điều trị nhiễm trùng đang nói rồi, có hai mạng. Mạng thứ nhất là ta cho kháng sinh để diệt vi sinh vật. Nhưng mà mạng thứ hai cực kỳ quan trọng là phải xác định được ổ nhiễm trùng và giải quyết nó. Bởi vì ổ nhiễm trùng đó có khả năng là thuốc kháng sinh chúng ta không tác động vào được. Vì cũng nằm yên trong đó và tiếp tục xâm nhập vào. Nếu ta phải giải quyết bệnh trùng đó thì mới cải thiện được. Cho nên thường mình phải xác định được bệnh trùng và giải quyết bệnh trùng cho bệnh nhân. Nên mình đã được chọn kháng sinh trên. Chọn sinh phải cho sớm ngay sau khi cái máu và các bệnh phẩm khác mình học đồ khác phải chọn sớm. Trong vòng 45 phút ta phải chọn trong 1 giờ ta phải chọn kháng sinh. Nếu ta chọn trễ thì tiêu lượng bệnh xấu. Điều trị sớm và chính xác thì cải thiện y học bệnh nhân. Cái hình này cho thấy rằng gì? Ở người lớn, từ khi bước chân vào cửa phòng cấp cứu mà anh nghi nhiễm trùng huyết sinh trùng, cho đến lúc bệnh nhân nhận được liều kháng sinh đầu tiên, ta tính theo giờ ở đường trục hoạt, đúng không? Trục tung là tỷ lệ tử vong. Rõ ràng là gì? Nếu bệnh nhân nhận kháng sinh càng trễ thì tỷ lệ tử vong càng tăng. Đây là cứu hộ cứu thôi, ta lục hồ sơ tại hiện tại. Những bệnh nhân nào mà theo đó đã nhận kháng sinh càng trễ thì tỷ lệ tử vong càng cao. Thứ hai, ở em cô khác gì? Nên ở đen thì rõ ràng là nếu có em bé cái màu đen là tử vong. Rõ ràng là nếu em bé được nhận kháng sinh sau 3 tiếng nhập viện thì tỷ lệ tử vong càng cao hơn hẳn những hôm trước đó. Do tất cả về hồn hướng thế thôi, do tất cả hướng dẫn đều quy định là gì? Trong vòng giờ đầu tiên thì bệnh nhân phải được nhận kháng sinh. Nếu ta nghi ngờ đang này bị nhiễm trùng huyết, bị sốc nhiễm trùng, và cho kháng sinh càng sớm càng tốt. Thế là kháng sinh mình cho như thế nào? Rõ ràng là khi bệnh nhân mới vô viện thì chúng ta không có biết được tác nhân. Người ta biết rồi, nếu tôi lấy máu tôi cấy thì nhanh lắm là khoảng chừng 12-24, từ 12-24 tiếng sau tôi mới nghe lời báo rằng cấy mặt vi khuẩn, cầu trùng đó dương, trực trùng đó băng, trực trùng đó dương gì vân vân. Tức là người ta cấy mặt đến chai cái máu và họ nhận ra sơ bộ thôi. Họ chỉ báo mình được nhận ra con gì thôi, còn tác nhân gì thì ta phải đợi họ cấy qua môi trường thật để nó đi khung. Và ta làm test sinh hóa, hoặc gần đây nữa thì người ta sử dụng vượt qua hoặc dùng quang phổ, người ta bắn tia vào quang phổ và từ bắn cái phổ lên người ta coi magnetot là người ta bắn tia laser vào bắn quang phổ lên và họ định danh vi khuẩn trên khung, móc cái khung bỏ vào một cái vòng 1-2 tiếng sau thì ta có kết quả định danh vi khuẩn. Nhưng mà ít nhất mọc bên trái cái máu cái trên môi trường thật ra là cái khung thì ta tốn chắc cũng phải 36 tiếng. Còn dưới 36 tiếng gặp, từ 36 tiếng trở lên. Thế thì với 36 tiếng đó mới vậy thôi, chứ còn khác sinh đồn thì 48 tiếng tới còn khác sinh đồn phải cái được cái môi đường nữa vân vân. Thì hầu như rằng 36-48 tiếng sau ta mới biết được rằng tác nhân này phải sử dụng các sinh gì. Ta đợi tới 48 tiếng là lên kinh mới bảo là nằm thấy không sao 6 tiếng chết hết nữa rồi bạn. Do đó nguyên tắc ta phải cho các sinh ngay lập tức. Thế thì các sinh ban đầu gọi là các sinh dựa vào kinh nghiệm. Rồi vì cái sinh đó phổ phải rộng, bao phủ tất cả những tác nhân nào mà ta nghi ngờ tại cái vị trí nhiễm trùng đó.
Một người bị viêm phổi thì các sinh đó phải bao phủ với cầu vi khuẩn và không điện thành, vân vân, đúng không? Người nhiễm trùng đều thì ta phải nghi ngờ cái trong bao phủ được trùng trong máu, đúng không? Nếu bệnh nhân bị một cái ổ áp xe sau thì ta phải cho các sinh bởi vì đó là trùng cầu hay là vi khuẩn kẹt khí thì vân vân, tức là các sinh chúng ta phải phổ rộng còn bao phủ đến những tác nhân mà mình nghi ngờ theo hộ nhiễm trùng đó. Thường thường các tác động kháng sinh có hết bệnh nhân nhiễm trùng vị trí này, thường tác nhân là công nghiệp của nhiễm gì, kháng sinh đề nghị ban đầu là thuốc gì, kháng sinh phải có tính diệt khuẩn, tại vì mình nói rồi nhiễm trùng nặng nên cho kháng sinh diệt khuẩn chứ không chỉ kháng sinh kẹp khuẩn. Kháng sinh phải thấm được đến hộ nhiễm trùng. Ta mình cho kháng sinh đó trong môi trường tiết kiệm, tôi làm kháng sinh rồi nó nhạy, nhưng thuốc đó về dược động học nó không có phân bố được cái vị trí đó thì nó không có hiệu quả điều trị, do đó kháng sinh phải đến được vị trí nhiễm trùng. Dựa vào tác nhân của độ nhạy cảm, cái này là cái quan trọng nhất, quan trọng nhất. Tất cả đều có cả, nhưng mà mỗi bệnh viện ta đều phải tự xây dựng cái này. Là một người sinh ta phải hút mạnh, ta phải có là một tốt, ta phải nuôi cái, ta phải có tác nhân, ta phải có tổng kết hàng năm. Mỗi năm ở bệnh viện bệnh nhiệt đới báo cáo kháng sinh là tôi luôn luôn đi nghe, tôi chỉ đi nghe quan trọng nhất vụ đó của mình. Tôi nghe là tôi xin nói rằng năm nay nếu bị phổi ở bệnh viện tôi không làm được tác nhân A, B, C, kháng sinh đồ đó thường là nó khác thuốc nào còn nhạy thuốc nào. Nếu bệnh nhân này viêm phổi tại cộng đồng vô thì thường thường là tác nhân gì, nhạy kháng gì đó, vân vân. Hoặc là những thuốc tiểu ở bệnh viện hiện tại là hơi bu lên là có kháng serotonin thứ ba 30%, 40% chẳng hạn, thì đương nhiên dựa vào những kết quả đó thì người ta sẽ điều chỉnh kháng sinh ban đầu tại bệnh viện. Bởi vì bước đầu ta không biết, ta phải dựa vào kết quả theo dõi hàng năm người ta điều chỉnh kháng sinh ban đầu và có thể đổi thay tùy từng bệnh viện. Bởi vì không phải kháng sinh rồi, nếu ở bệnh viện nhiệt đới không ba khoa hồi sức là không giống nhau rồi, nói gì ta lấy up to date của mình, ta thấy chữa bệnh ở Việt Nam. Bởi vì lý do rằng các thuốc bệnh viện và thuốc Việt Nam chắc chắn không giảm. Còn vi sinh vật ở trong khoa hồi sức bệnh viện Chợ Rẫy, con vi sinh vật ở khoa hồi sức bệnh viện Nhi Đồng Một và cái con vi sinh vật ở khoa hồi sức bệnh viện nhiệt đới, mức độ kháng thuốc không giống nhau. Chưa kể là loại phổ tác nhân chưa chắc giống nhau nữa, chứ đừng nói đến mức độ kháng thuốc. Cùng một con kháng thuốc đã khác rồi, tác nhân cũng không chắc là giống nhau. Thì đó tức là bệnh viện ta nên xây dựng riêng của mình và thuốc để cho bệnh viện mặt với bệnh cảm. Khi ta cho kháng sinh đồ, kháng sinh ban đầu thì chắc thì đúng, đúng không? Chắc thì cho đúng, đã kháng sinh theo kinh nghiệm, theo dự đoán thì chắc thì đúng. Do đó, một cái tham bố của tâm tiến, chúng ta phải đánh giá là lâm sàng bệnh nhân, đánh giá là coi bệnh nhân có cải thiện về lâm sàng hay không, đánh giá là có ổ nhiễm trùng có cải thiện hay không, đánh giá là xem ta đã có kết quả vi sinh chưa. Chúng ta được thụ động sang vô, ta có thể nôn nóng gì không cần biết, ta phải điện xuống là vô sinh, ta phải hỏi rằng ngày hôm qua tôi cắn cái này thế đã bỏ chưa. Thì đương nhiên nguyên tắc là vô sinh nhiệt đới thì khác, bởi vì người ta quen rồi, hãy họ cái bọc họ điện ngay cho lâm sàng bảo ngay là tôi được cái gì đó. Nhưng mà có những bệnh viện thì đợi kết quả ra giấy ra phiếu ra khá sinh đồ mới trả thì trễ. Khi kết quả về chạm trung niên cái này là cái mắt bệnh nhân này tôi thấy bị nhiễm trùng huyết chưa rõ có vàng, thì đương nhiên tôi nghĩ thường thường nhiễm huyết đa phần là nhiễm trùng ra băng hoặc là các con rồng như thông thường thôi, thế là tôi chọn sách ra rồi chẳng hạn. Nhưng mà nếu tôi cấy máu ra cầu trùng rồng như nó dặn chân là con gì, cầu trùng rồng như dặn chân là con gì, là tổn cầu vàng hay ta muốn nó ô lưới chẳng hạn, thì sách ra rồi nó mới chữa được. Ngay đó tôi xin vào cấy ra dặn chân thì buộc lòng lâm sàng cái đó cũng sẽ ngay lập tức và được cứu bệnh nhân. Vâng, vâng, thì đó là mình phải đánh giá là mỗi 48 giờ của mình điều chỉnh. Và cái khó nhất hiện tại là gì, nếu sau 48 giờ mà nó bệnh nhân này không phải nhiễm trùng, mình biết là nó còn xuất rất nhiều nguyên nhân bệnh nhân trở nặng, ta phải ngừng kháng sinh. Nó thật ra là khó, tôi cũng tôi thích là có thể dựa vào rosuvastatin, nhưng mình nhớ là nếu mình đảo độ rosuvastatin độ nhạy chỉ khoảng 70-80 và được đặc hiệu chỉ cái đó thôi, nó không thể đấu đâu. Mình kết hợp với lâm sàng, kết hợp với công thức máu, kết hợp với nhiều yếu tố khác nữa, chứ không ai chỉ dựa vào cái số đó để quyết định cứng hay không cứng sinh. Nhưng mà rất nhiều nghiên cứu thấy rằng nếu tôi dựa vào rosuvastatin ta có thể giúp hạn chế sử dụng kháng sinh.
không có đúng chỉ định, tức là rằng anh thấy tổn thương nên nó không thỏa, anh phải cắt sinh sớm hoặc là ngưng sinh sớm để anh thấy là điều rất tốt. Thời gian sử dụng vaccine từ 7-10 ngày, ngày xưa ta xài 14 ngày, 10-14 ngày, nhưng ngày nay ta rút ngắn rồi, chỉ xài 7-10 ngày thôi, không có điều trị kéo dài. Nó thế thôi chứ không có công thức. Sau 7-10 ngày ta đánh giá lại bệnh nhân, nếu ổ nhiễm trùng chưa giải quyết được, nếu tình trạng nhiễm trùng chưa ổn định thì ta làm thêm 7 ngày nữa nha, chứ không phải lâu giờ 7-10 ngày 7 ngày cắt bệnh nhân làm đúng là chết nha. Mình nhớ rằng quy định chung là thế, nhưng quyết định ngưng hay không là bác sĩ tự quyết. Anh phải đánh giá bệnh nhân rất nhiều yếu tố, công thức báo, những xét nghiệm đánh giá vị trí nhiễm trùng đó, vâng vâng, trước khi anh quyết định là ngưng kháng sinh hay không ngưng kháng sinh. Cái ngày tôi nói cái quan trọng là cái sự chữa nhiễm trùng. Bệnh nhân đặt một cái catheter bị nhiễm trùng qua cái catheter đó, những con vi khuẩn thì nằm trong lòng catheter, nó tạo một cái màng sinh học gọi là biofilm. Màng cái trong đó thì kháng sinh không có thấm vào được, do đó anh muốn giữ được ta phải rút bỏ catheter đó, ta đặt vào điều trị đó. Còn nếu ta không giải quyết được nhiễm trùng catheter đó là vô vọng. Ổ áp xe là một cái ổ mà có vỏ đó dài và nó có một đường pH acid. Kháng sinh là thấp cho đó cũng bị bất phạt vô khó, vô đến nơi cũng bị một đường pH acid bất phạt. Do đó, anh muốn điều trị hết chỉ có nước là mổ dẫn đường ổ áp xe mà thôi. Anh đặt cái sống tiểu, bệnh nhân bị nhiễm trùng tiểu. Qua cái sống tiểu đó thì tập trung phải thay sống tiểu. Nếu ta không thay sống tiểu thì vi khuẩn nó nằm trong sống tiểu. Vâng vâng, và cuối cùng là mổ lát thì cắt lót và mổ lát thì đó là nơi kháng sinh không thấm được vì nó có bó đu, nó hoại tử rồi. Do đó vi khuẩn nằm đó thôi, kháng sinh không tránh được, ta phải cắt lại chăm sóc tại chỗ. Vâng vâng, đó là những biện pháp gọi là xử trí của nhiễm trùng, đó là điều trị nhiễm trùng. Trong quá trình ai các bác gì thì hỏi nghe. Mình đã dạy trước rồi ha, hồi sức trong cái giờ đầu là cứu bệnh nhân, ở với bệnh nhân mà có tổn thương áp hoặc là lắc tắc máu cà, đó là bước nhất. Bước thứ hai, nó bị điều trị nhiễm trùng. Khi mà điều trị là nhiễm trùng, tức là chúng ta phải cho kháng sinh phù hợp, chúng ta phải giải quyết mọi nhiễm trùng. Cái thứ ba, bệnh nhân sống chết hay không, nằm phương thứ ba này cũng là không thể bỏ được, bởi vì kháng sinh thì mất ít nhất cũng phải 24 tiếng mới có hiệu quả. Thì trong 4 tiếng đó anh không hồi sức tốt thì bệnh nhân cũng chết. Thì hồi sức thì tôi nghĩ có hai chuyện thôi, hồi sức tuần hoàn và hồi sức hô hấp, tức là chăm sóc. Đối với hồi sức tuần hoàn thì mình ôn lại bài cũ đi, tương nháy thì mọi người không ai nhớ bài trên hết, có lẽ mình coi lại bài đó. Cái áp là bằng cung lực tim, nghe đúng không? Đó là khác. Huyết áp đột là do cung lực tim giảm hoặc là các lực cảnh báo toàn thân giảm hoặc cả hai. Đối với sốc nhiễm trùng giai đoạn đầu thì do cái hiện tượng là thoát mạch, do cái hiện tượng giảm mạch, do đó nó có giảm tim thải, do đó ban đầu giảm cung lực tim, trong khi sốc giảm thể tích. Do đó khi ta khởi đầu thì nó tập trong nó hồi sức đầu gì bù dịch, anh bù dịch nhanh 30 lít ký trong vòng 3 giờ đầu, anh bù dịch đó để giải quyết giai đoạn đầu này. Nhưng nếu ta bù đủ dịch rồi mà khi đó cung lượng tim nó sẽ trở lại bình thường, nhưng mà vì nó giảm mặt toàn bộ nên khá được bệnh đó là thấp. Do đó điều trị lúc này ta cần gì, ta cần cái thuốc nào mà nó có thể co được mạch máu, co để tăng cái lượng mạch máu. Không thuốc mà tăng cung lượng tim cần không, không cần, nó cao sẵn đâu. Thuốc đó thuốc inotrop hàm đun tamin tăng sức cơ bắp cơ tim thì chắc không cần cái giờ này, nhưng mà đến giờ thứ ba là nó sụp toàn bộ giảm luôn cùng tiền thì có thể là cần thuốc lót giờ ba. Thế còn giai đoạn sau khi buồn dịch xong thì các bạn không còn mặt là chính, đó là cái sinh lý bệnh em gây con nếu mình không điều trị buồn dịch là tiên thấp, nó buồn dịch trước là sao nó siêu mật mặt buồn dịch nhanh ha, em bắt đầu trong 3 ngày đầu. Thế buồn dịch nhanh đánh giá cái gì? Khi ta buồn dịch nhanh như vậy thì ta phải ra đánh giá tình trạng từ 5-20 phút, mình phải ra khám lại, mình gồm mặt bệnh nhân, nảy mạch nhanh, mạch đã xuống chưa, nảy huyết áp bệnh nhân thấp, huyết áp bệnh nhân đã lên chưa, có bệnh nhân nảy không thở nhanh bây giờ có thể ào ào không, ăn hương vị, có cái nào hương vị gì, phù phổi, truyền quá của phù phổi, do đó ta phải coi nhịp thở có thay đổi hay không, ta coi SpO2 là nồng bỏ hòa oxy trong máu mạch, nó có sụt giảm hay không,
và ta phải nhận khổ của bệnh nhân. Còn khổ có là ẩm là gì không? Có nghĩa là ẩm, ta nghi ngờ là bệnh nhân quá tải cho ta điều trị, đúng không? Bởi vì người ta đọc câu điều gì trong hồ sơ, trong cấp sách này, trong hồ sơ trong những nước này thì không có một công thức nào chung cho một chủng tử. Ta nói chung chung vậy không, nhưng mà thật ra là mỗi bệnh nhân là do bác sĩ đánh giá và anh điều trị chính thức để anh thích hợp với tình bệnh nhân. Cho nên không có công thức, nó phải bất hợp. Hai con người không là hai bạn ngồi cạnh nhau, là cơ thể khác nhau, mọi thứ đều khác nhau hết. Do đó chúng ta không thể nào điều trị một công thức chung cho tất cả được. Thế thì sau khi mình truyền hết, mình truyền thêm thì mình phải đánh giá đáp ứng bệnh nhân còn có thiếu nước hay không. Ta đã truyền hết 30 lít cứu trong 3 ngày đầu thì khi đó ta muốn truyền thêm, ta quy định là đánh giá thì mình có cách truyền. Anh thích truyền thì làm sao? Mình truyền nhanh 100-250 lít, hoặc trẻ em thì tính là 30 lít cứu. Vì nếu mà anh truyền nhanh vậy trong 50 phút mà cung được tiên bệnh nhân tăng thêm được 10-15% thì chứng tỏ rằng bệnh nhân còn thiếu nước thì ta tiếp tục truyền tiếp. Nhưng mà nếu ta truyền nhanh như vậy, cứ lệnh dịch vậy mà cung lượng tiêu bệnh nhân không thay đổi thì liệu chúng ta là gì? Đủ rồi, không cần thêm nước nữa. Nên nó là gì? Là responder, non-responder, tức là đáp ứng hay không đáp ứng. Đáp ứng tức là bệnh nhân cần truyền dịch tiếp, còn không đáp ứng thì bệnh nhân đã đủ dịch rồi, không cần nữa. Mà nãy giờ mình không thấy chữ CV nữa ha, giờ bỏ CV rồi, chúng xin thử gì? Và đến đáp ứng này thì người ta khuyến cáo người ta dùng biến số động hơn là biến số tĩnh. Đây, biến số tĩnh. Ngày xưa nếu ai coi lại bài của tôi dạy cách đây chừng 4 năm về trước thì tôi sử dụng CVB, nhưng mà ngày nay tôi bỏ rồi. Ngày xưa tôi dùng thông số tĩnh, đó là áp lực mạch trung ương, áp lực động mạch phổ bích, hoặc là ta có thể là đo đường kính trên mạch trung dưới, nghe vân vân. Tức là mình đo những thông số đó, một cái thông số đơn không, thông số tĩnh là một cái thông số đơn. Còn động là gì? Động là gì? Là áp sẽ nó dao động sẽ kiểm thở trong trường hợp này bệnh nhân thở máy. Thì người ta đo sự dao động của huyết áp, sự dao động của cung lượng tim liên quan đến nhịp thở bệnh nhân trong quá trình bệnh nhân thở máy. Đó là thông số động. Và cái hàng dưới cuối cùng là gì? Là kiểu thuật test nước, hay như tôi nói nha. Test nước á, test nước sẽ là có hai cách. Cách thứ nhất là ta truyền nhanh ở phía dưới, là truyền nhanh 120 ml dịch. Có một cách nữa là gì? Ta nâng chân thụ động, tức là tập truyền dịch, nhưng mà ta nâng cái chân bệnh nhân lên, mang cái chân bệnh nhân vô trên bề tim, cũng tương đương như ta truyền nhanh 120 ml. Đó là hai cách là bằng dẫn cái chân cao lên trong vòng 4-5 phút và ta đánh giá cung lượng tim. Thì ba cách này rồi trước mình đã được công rắc rồi. Được công rắc là đường cong giúp ta phân biệt giữa hai cái yếu tố. Được công rắc để phân biệt bệnh nhân đủ nước hay thiếu nước thì cái dưới đường cong sẽ càng cao thì khả năng phân biệt càng tốt. Thông số tĩnh diện tích dưới đường cong chỉ khoảng 50-60% thôi. Thông số động mà anh chị vào máy thở thì khoảng 70-80%. Còn nếu ta dùng test nước thì khoảng 90%. Do đó rõ ràng rằng thông số tĩnh với CVV không có giá trị. 50% là kiểu như không phân biệt được á. Còn 50% là bằng đặt đúng, 50% bằng nghĩa gì trên á. Do đó 50% là mình nhớ là được công rắc 50% là được gần bằng với được chéo. Để những giá sát được chéo á. Sát được chéo rồi. Do đó rõ ràng rằng những biện pháp này thì hiện tại là tết nước được đánh giá là cao nhất. Kẻ thích tại sao không xài CVV nữa. Về cầu CVV như thế nào thì người ta có một là một cái phân tích hệ thống, tức là người ta có phân tích hệ thống 1,000, gần 1,200 dữ liệu của về CV của bệnh nhân. Ta coi đồ CV như vậy là đủ nước hay là thiếu nước. Nếu là thiếu nước thì kết quả thấy là gì? Nếu mà CV mà dưới 8 thì cũng có cái màu xanh đó là bệnh nhân thiếu nước, cần phải bù thêm dịch. Cái màu đỏ nó rất lên là bệnh nhân đã đủ nước rồi, không cần bù thêm dịch. CV dưới 8 thì thường thường mà nó áp lực trung ương từ 8-12 là bình thường, đúng không? Tắt theo bình thường rõ ràng là dưới 8 thì cũng có một nửa thiếu nước, nửa đủ nước rồi. Từ 8-12 cũng như này như kia, thậm chí CV trên 12 cũng có một cái tỷ lệ khá khá bệnh nhân cần phải bù thêm dịch. Do đó CV nhiều cũng không biết đúng hay sai, đủ nước hay thiếu nước, nên bây giờ mình ta thống nhất là không sử dụng CV nữa. Hoặc là đơn giản hơn, có một nghiên cứu khác dễ hiểu hơn. Dễ hiểu hơn là gì?
người ta cũng thay đổi CV ban đầu để có cái cơ hội dịch không, thì rõ ràng là nhóm bệnh nhân mà đánh giá là rất đơn giản là bệnh nhân thiếu nước, cần bù thêm nước, thì một cái chẳng là một bệnh nhân á thì trích số CV từ 0 cho đến 20 thì rõ ràng là nó lại đều hết. Bệnh nhân thiếu nước thì vẫn từ 0, chúng ta vẫn là chỉ là thiếu nước bình thường rồi, nhưng lúc trên đây là CV bình thường mình có đủ nước thì nó vẫn thiếu nước nhiều lắm, nó vẫn đáp ứng với test truyền đó. Do đó cái nhóm trên đây, nếu mà ta dựa vào CV nhóm trên đây, ta sẽ không đỡ, ta sẽ không truyền tiền nữa, thì bệnh nhân này sẽ có nguy cơ là bị thiếu dinh. Ngược lại cái nhóm mà mình kêu là đủ dinh rồi mình không truyền nữa mà những tích nước á, thì mình phát hiện ra rằng đương nhiên sẽ là ca đa phần nằm phút trên đằng CV đã đủ rồi, tôi không truyền nữa. Nhưng mà cũng tỷ lệ khá cũng gần tương đương ở đây á, là CV thấp chỉ mà không có buồn nước nữa đâu nha. Nhóm dưới đây thì nếu thông thường ngày xưa như dưới đây mình sẽ mỗi dịch tiếp đổ dịch để đạt CV đạt từ 8-12. Tôi nhớ có ca tôi đổ từ đêm tới sáng, đổ chục chai và nó chỉ có 5 ngày trở qua, nhưng mà sáng mai bệnh nhân như có một bóng, cứ là hầu vô bóng nhẹ nhất là tôi chân đêm tới sáng thì nó trồng quay à, nhưng mà CV rất lớn thì cái nhóm dưới đây anh đổ như thế là gây hại cho bệnh nhân, tức là nguy cơ gây quá tải. Quá tải này không phải CV đâu mà quá tải ở mô kẽ, ở mô kẽ thoát đến một mô kẽ và nó gây suy tạng do quá tải đó. Do đó ngày nay chúng ta không dùng áp lực bằng trung ương để chăm sóc nữa. Nó rất nhiều những lúc lại cao không sẽ CV thôi, chứ mà chỉ có nhiều slide cái tay hình nữa mà. Thế thì giờ ta đánh giá bằng cái gì? Thì thôi là về từ đầu tôi cũng dạy một cái này cao cấp rồi, nhưng mình biết điều gì đó ơi là biết được thắc mắc. Cái này là cái thông số mà sinh số động mà từ 0.8 cho đến 0.8 á, thì không rất á. Đó là gì? Người ta cho bệnh nhân thở máy. À, thì tích khí lưu thông là 80 lít ký, không có lọc hệ tim. Sau đó người ta sẽ đo lưu lượng máu quanh vật chủ và cung đường tim. Và người ta sẽ coi rằng ở thể tích vô và thể thở ra cung đường tim nó dao động có nhiều hay không. Nếu nó dao động trên 15% thì bệnh nhân đó là thiếu nước, cần bù thêm dịch. Còn nếu anh thấy nó không có dao động gì hết, tích vô thở ra hay gì nó cũng không dao động, tức là bệnh nhân này nước rồi nha. Có cách khác dễ hơn, tôi thích làm dễ hơn, vì cái này tôi làm được là lấy máy siêu âm, mình siêu âm cái đường kính tức là phủ dưới, mình cho nó dao động theo nhịp thở của bệnh nhân nha, theo nhịp thở của bệnh nhân nha. Như ở thì mà hít vô, tức là cái này là không, nếu mà không thở máy á, ở thì hít vô thì áp lực vòng vòng của mình nó thấp đúng không, thì máu nó về nhiều, nếu mình thiếu nước thì cái mạch chủ nó xẹp xuống, ở thì thở ra mình ra. Thế rõ ràng rằng sự chênh lệch của đường kính thay vô và thời thể ra mà nó trên 15% thì bệnh nhân lại còn thiếu nước. Nhưng mà nếu anh thấy hít vô thở ra thì cũng đứng nguyên dạng chẳng thay đổi gì hết, thế là bệnh nhân này đủ nước rồi, tương tự thở máy. Vậy nhưng mà gần đây chúng ta rõ ràng bệnh nhân muốn đo nó phải cho thở máy, anh phải cho bệnh nhân thở máy liệt cơ hoàn toàn, chứ còn nếu không thở máy thì nó bệnh nhân gắng sức á, chịu bệnh nhân đủ nước rồi mà vì nó khó thở, cái cách thức hít thở này kia hít mạnh như vậy thì nó cũng gây sẹo nghề giả thật, tức là mình thấy cái dao động ở đây không chính xác. Thật vậy, tôi khuyên cáo rằng anh muốn đo cái này thì ở dưới thì ta phải cho bệnh nhân thở máy, phải dùng những liên cơ và đánh giá thì nó mới chính xác. Test dịch truyền, cơ chế của test dịch truyền, đường cong fractalin nằm rồi nghe không? Học bên sinh lý rồi, nghe không? Đường cong fractalin là đường dưới nè, đúng không? Khi anh tăng tiền tải thì cung lượng tim nó tăng, học chưa? Đúng không? Nhưng mà tiền tải tăng đơn vị vào đó thì nó có tăng thêm nữa thì cung lượng tim nó không tăng thêm bao. Mục đích của test nước là gì? Rõ ràng rằng nếu bệnh nhân ở vị trí A, anh tăng tiền tải đến đây thì nó rõ ràng rằng cung lượng tim nó tăng vọt từ thấp lên từ cao này, đúng không? Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta từ vị trí B mà ta tăng tiền tải một cái đoạn bằng một đoạn A thì rõ ràng cung lượng tim nó không thay đổi nhiều nữa. Như thế thì chứng tỏ rằng đến cái điểm giao nhau giữa A với B đó thì là điểm đó là đạt yêu cầu rồi, ta không cần bù thêm nước nữa. Lý do nếu giai đoạn sau đó ta tiếp tục bù thêm từ B để đi thì nó có một đường cong Paris, đường cong trên đây là thể tích dịch ở trong phổi. Tích dịch phổi thì nó vươn trở lại, tức là giai đoạn đầu khi mà bệnh nhân còn thiếu dịch, anh bù dịch thì thể tích dịch trong phổi nó không có thay đổi, nhưng khi nó đủ dịch rồi và có tiếp tục đổ nước nữa thì khi đó thấy gì trong phổi là tăng vọt, nên là tức là nước nó thoát từ trong mạch phổi và bộ kẽ, và khi đó nó sẽ gây suy hô hấp,
mình thấy mình đo BAO ngang chia Q2 nó sẽ tụt thấp xuống. Và vì lý do đó là thứ nhất là gì, ăn truyền dịch nhiều quá thì đưa đến suy tạng, ăn đến suy tạng. Cho nên ngày nay người ta khuyến cáo không được truyền dịch nhiều nữa. Và nguyên tắc của Tết Đức là để mình dò, mình tìm cái vị trí mà đến chỉ đó là điểm gãy của nó, là để ta có đổ thêm nước nữa thì hiệu quả thêm bao nhiêu mà có hại được nhiều hơn thì thành công. Đó là ý nghĩa của Tết Đức. Ngay giờ mình đọc cái hình này để gì tự đọc giải thích thôi. Nghiệp pháp nên trong chủ động, ăn khách thích lạ cũng dễ lắm nha. Mình nên vì đang làm bầu cao là ta đo không được tiêu bệnh nhân xong, ta hạ viên làm ngang xuống, dỡ chức bệnh nhân cao lên, cái dù nó quay được, tiêu cao lên để 4 phút. Xong trong thời gian để đó thì ta đo không được tiêu sau 1 phút, ta theo không được tiêu nó tăng lên không. Nếu nó tăng lên thì bệnh nhân này còn thiếu nước, mà thấy nó không tăng tức là đủ nước rồi. Cái này không giảm tét nước nhưng mà được máu bệnh nhân tét. Tét nước kia là tổng độ lượng dịch từ 100 đến 200 lượng dịch để tét nước. Bộ dịch gì? Mình nhìn cái hình này thấy bạn glucô 5%. Nếu mà ta truyền vô 1.000, cái hình này nói gì, ta truyền 1.000 cái lít lít dịch cho người bệnh nhân thì sau vài tiếng thể tích nội mạch còn lại bao nhiêu. Mình truyền 1.000 ml glucô 5% thì sau vài tiếng nó chỉ còn có 85 ml trong lòng mạch mà thôi, bởi vì nó chỉ có nước và đường, đường nó môn tế bào thì nước tự do thoát ra ngoài. Do đó không được sử dụng glucô 5% để chăm sóc. Ta dùng tinh thể natri chloride 0.9% thì ta truyền vô 1 lít thì nó sẽ còn là 275 ml sau vài tiếng đó ăn còn là phần tư. Nếu ta truyền máu, truyền vô 1 lít thì còn nguyên lít đó ra ngoài đó. Nghe dùng hai lít máu chăm sóc cho các máu không truyền nhanh được. Hoặc là albumin 5% thì ngon hơn, ăn là cũng thấy keo. Ta truyền vào 1 lít thì sau vài thời gian còn được khoảng nửa lít trong lòng mạch, tức là nó hiệu quả hơn, trên thịt kèo nó ngon hơn. Do đó có một câu chuyện là tranh cãi trong nhiều năm là ta nên dùng cái tinh thể keo hay dùng tinh thể, cái thịt keo dùng dịch đại phân tử hay còn gọi là thịt keo, lên dịch đó là dùng cầu tinh lớn nó giữ nước được, hay là dùng tinh thể là chỉ có những cái ion và nước mà thôi. Dùng dịch tinh thể ta cần truyền một lượng dịch rất là lớn để đạt được cái mục tiêu điều trị. Dịch tinh keo thì ta có thể truyền một lượng dịch ít hơn bởi vì nó kéo thêm nước vô là một và nó không có thoát ra ngoài. Do đó có thể rằng cái anh dùng dịch tinh keo thì nó sẽ rút ngắn thời gian chăm sóc. Tuy nhiên dịch tinh keo mắc lắm, truyền 25% Việt Nam có mắc quá, nên là mắc có buồn nổ rất đắt tiền. Anh đi cái đạo của bạn trái và có rất nhiều tranh luận, và tranh luận này kết thúc vào năm 2004 thì phải. Thì thậm chí như là người ta đang một cái nghiên cứu, người ta so sánh rằng nếu tôi chăm sóc trong hồi sức, trong kho hồi sức bằng albumin hay bằng lọc mancelin natri chloride 0.9% thì dư hỏng có khác không, là kết quả rằng hai cái đường này nó giống như gì nhau, tức là không khác biệt. Sau khi phải báo ra đăng thì người ta không có bắt hồi sức bằng albumin 5% nữa. Nhưng mà gần đây rất nhiều tác giả đó rằng nghiên cứu này chăm sóc trong coi sản xuất đặc biệt chứ có nói gì đường huyết đâu. Nên ta thấy là chỉ trong đường huyết albumin thì rất ngon đó, ngon đó. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có nghiên cứu nào đủ chứng minh thôi. Họ tiên đoán rằng trong tương lai sẽ có nghiên cứu chứng minh những cái nghiên cứu lâm sàng đó đang thực hiện, chưa có kết quả cuối cùng. Và họ thấy là khả quan, có khả năng rằng tương lai họ khuyến cáo rằng anh nên xài albumin 5% có thể chúng biết không? Cái việc đó nó giỏi dữ. Thời tôi ra trường, tôi rất thích xài dung dịch Kinoxin Ethylstat. Bây giờ mình đi bệnh viện không thấy đó. Dịch này sửa xuất xuất huyết á, nghe xuất huyết. Ngày xưa thì nhiễm trùng huyết sinh trùng, người ta rất chuộng xài cái này. Kinoxin Ethylstat, bởi vì nó bị thể keo, nó truyền vô nó đạt siêu vi tăng nhanh, rất là nhanh, đạt yêu cầu rất là lẹ. Tuy nhiên cái nghiên cứu này đăng năm 2012, sau khi đăng lên thì tất cả các công ty dược ngưng sản xuất Kinoxin Ethylstat trong tình hình đa phần dược trong chăm sóc thì không biết. Ta thấy rằng bệnh nhân dùng hết là Kinoxin Ethylstat thì tỷ lệ tử vong nó cao hơn nhóm xài Lactaflexin, Acetaflexin, Lactaflexin và như thế 51% sau 43%. Lý do là sao chết nhiều hơn? Bởi vì nó bị suy thận nhiều hơn. Sẽ
sau khi bài báo đăng lên thì tất cả phần sẽ ngưng không sử dụng Healthy Eating Start nữa. Thì đó là các công ty dược ngưng sản xuất. Giai đoạn 2023 Việt Nam bị sốt xuất huyết thiếu dịch tễ kèm vì nó không sản xuất. Nhưng sau đó thì các quốc gia Đông Nam Á đề nghị các công ty dược thì đang sản xuất với lại dành cho chúng ta chăm sóc sốt xuất huyết và dùng gì đó để cho có xài dịch vụ khác tễ kèm tầm dành cho sốt xuất huyết thôi, chứ trong những trường huyết sẽ bị dùng thì hiện tại là không sử dụng đó. Năm 2022 đến là không sử dụng. Rồi, ta đã có thuốc một mặt. Thế thì sau khi ta bù dịch và ta đánh 30 lít trong 3 giờ, sau đó đánh giá đến bù dịch còn thiếu bù thay đủ rộng thì làm gì? Nếu đủ rộng thì vào huyết áp còn thấp thì ta có chỉ định sử dụng thuốc một mặt. Em đó là gì? Có trường hợp rất tổn quá thấp đe dọa tính mạng thì ta được phép vừa bù dịch chống sốc vừa cho thuốc mặt được không rồi. Được rất ít lắm, rất ít. Đa phần là bệnh u nhịp cầu không đáp ứng thì bệnh mới cho thuốc bằng mặt. Mục tiêu là ta phải duy trì được huyết áp trung bình là đạt từ 65 đến 75 trở lên. Thì mình để các thuốc bằng mặt, dopamine. Dopamine thì mình học bên trường nhiều rồi, cái liều là dưới 5 mg ký một phút là liều thận thì tại hai ngay nhạc bệnh thận. Liều từ 5 đến 10 là liều tăng sức hoạt cơ tim và liều trên 10 là liều co mạch hoặc là nhiễm mạch. Còn no, epinephrine hay gọi là no adrenaline thì thế đặc là gì? Tác dụng co mạch nó là mạnh nhất. Dopamine thì nó chủ yếu là tăng sức cố cơ tim và nó còn có tác dụng là gây giãn mạch thì chữa suy tim, ngay để suy tim cái điều đó. Còn adrenaline thì nó là thuốc mạnh lắm, thứ gì cũng mạnh trên 4 cộng 1. Do đó thường thường mình chỉ dùng trong trường hợp mà mình không có thuốc gì chữa bệnh nhân hết cho nên thôi, cái thông thường mình sử dụng. Thế thì có một câu chuyện tranh cãi rất nhiều năm là dopamine và noradrenaline. Cái thời mà tôi còn nhỏ xíu, chắc thời tôi mới chừng 5-7 tuổi, thập niên 70, thì các thầy lớn thì người ta điều trị những cái huyết sắc đột bằng noradrenaline. Nhưng mà thời đó các thầy nói là ta xài những chất gì cho vô sức khỏe của mình, cho vô những chất hết nhiều. Do đó thập niên 80-90 thì các báo cáo bên Mỹ rồi các sách vở thì đều dùng dopamine hết. Tức là toàn bộ các hướng dẫn điều trị thập niên 80-90 là sử dụng dopamine, thời đi học là xài dopamine. Bởi vì người ta làm nghiên cứu là dopamine nó không gây tăng có tách máu rồi cải thiện rất là nhiều thứ, trong khi no adrenaline cho vô thì tăng có tách máu. Và cái cuộc tranh cãi đó không vẫn tiếp diễn, bởi vì có người bệnh nhân ta xài no nó tốt lắm. Thật ra thì cái pha mà dopamine nó thế này, no gây co mạch dữ dội, khi co mạch như thế thì nó giảm tưới máu mô, giảm thiếu oxy mô, làm tăng axit lactic, làm suy tàn lòng bệnh nhân chết. Ngược lại pha no adrenaline nó thế này là nghiên cứu dự động học đâu, dopamine tăng gác dựa vào gì, dựa vào tăng sức cố cơ tim chứ không phải tăng gác dựa vào co mạch, tránh sự dữ dội của sắc trùng. Đó là một. Dopamine tác dụng bằng cách nào? Bằng cách kích thích đầu tận cùng thần kinh tiết ra no adrenaline. Thế thì cũng xài no thôi chứ khác gì đâu, chích vô cũng chích ra no thôi, vân vân. Có câu chuyện là như vậy. Đương nhiên khi hai bên tranh cãi nhau thì người ta buộc phải làm thử nghiệm lâm sàng. Buộc phải làm thử nghiệm lâm sàng. Nói người nhà tôi bỏ cái cuộc này, người ta muốn làm con trời. Tức là thử nghiệm lâm sàng, có rất nhiều thử nghiệm lâm sàng so sánh giữa dopamine và noradrenaline. Và câu trả lời cuối cùng xuất hiện cũng vào năm 2012 khi anh ta trên tập phim Đức Vân Khe. Sau đó tất cả hướng dẫn, tất cả sự quy hoạch rút bỏ dopamine ra khỏi sản phẩm bài, không còn sản phẩm. Rõ ràng ra hình quả đáp này, mình nhìn hình dưới cùng á, hình quả đáp này nếu đó là qua phía noradrenaline, tức là no tốt hơn dopamine. Còn nếu là coi bên đường bên này là dopamine tốt hơn. Rõ ràng là xin ta gọt rất nhiều nghiên cứu và ta thấy rằng noradrenaline cải thiện dự hậu bệnh cho sản trùng. Thì đó, từ năm 2022 đến đây thì chúng ta không có thấy chỉnh nào dopamine trong sách giáo khoa nữa. Chứ còn sách ở trước 2022 là dopamine nghe. Dopamine. Lý do thứ nhất là nếu anh xài dopamine thì thấy là bệnh nhân bị loạn nhịp tim thấp hoặc là nhịp thấp nhiều hơn hẳn so với không xài nó. Nên bệnh nhân bị chết vì lý do là
đúng để tôi xài. Đôi khi tôi thấy rằng nhịp tim nhanh nhanh dữ lắm, vì nó kích thích tim nhiều, nhịp tim nhanh và đó là nguy cơ ngay loạn nhịp, nặng loạn nhịp, còn đó là thúc người loạn nhịp, tim năng loạn nhịp và những người loạn nhịp nhiều. Do đó sau này người ta cứ có một câu đôi khi chỉ được dùng chữa sắc nhiễm trùng trong cái hành bệnh nhân có mạch chặt. Tôi chỉ thấy rằng hiếm lắm, sắc nhiễm trùng mạch chặt ít lắm, rất ít nha, mạch chặt để xài bởi vì nó gây tăng và gây loạn nhịp. Thế thì mình nhớ khi mình xài thuốc vận mạch thì mình nhớ là cho đường tĩnh mạch lớn, nên đó ta phải đặt cái cây này lên tĩnh mạch trung ương, ha, tĩnh mạch trung, tĩnh mạch dưới lò và tĩnh mạch cản trong để người ta truyền thuốc. Và thuốc lựa chọn ban đầu hiện tại là non adrenaline. Nếu không đáp ứng thì chúng ta có thể xài hết thuốc và không đáp ứng thì ta thêm adrenaline để nó là thuốc cuối cùng là xài adrenaline. Còn qua sơ kết xin thì tôi ở bệnh viện thì nó có cái tình trạng này có không, tôi biết nhưng mà hiện tại thì không có. Nếu bệnh nhân mà bù đủ dịch giảm tiêu hóa mô vân thì ta có thể phối hợp thêm đôi bút tương tức là quy tắc là gì, đôi bút tương có cái tổn thương áp do đó ta khuyến cáo là gì, nếu các bệnh dưới 90 mà ta cũng xài đôi bút tương thì ta phải kết hợp hai cái thuốc, một cái thuốc gây co mạch là do adrenaline cộng thêm đôi bút tương chứ không được xài đơn kỳ liệt đôi bút tương để nó gây tổn thương áp. Kể cả anh không còn xài đôi bút tương thấp để bảo vệ thận, ngày xưa ta xài điều khoảng từ 1-4 để bảo vệ thận, ngày nay ta thấy điều đó là vô bổ, không cần thiết. Và cái cuối cùng, tại sao ngày xưa cái thầy xài nó không tốt, bởi vì ngày xưa người ta không có phương tiện theo dõi như ngày nay. Ngày nay chúng ta có cái tay đeo mặt, ta đặt cái tay vào trong lòng đeo mặt và ta đo trực tiếp huyết áp bệnh nhân trên màn hình và ta có bơm tim tự động cho chính điều thuốc rất chính xác. Còn ngày xưa là mình bơm thuốc của nó chạy điện trì là mình xả thôi, nó không có đề là một cái hai nữa, mình không có cái đeo mặt để biết đi bệnh viện sẽ thấy rằng bệnh nhân sắp nhiễm trùng ta đâu có bằng tay đó được, không nghe được, do đó nó biết chăm sóc sao, nhưng mà đặt hai tay vô là thấy huyết áp nó gắn 6/4 và 7/4 gì đó, chứ còn người ta đo bằng tay mà không chính xác, do đó có lẽ rằng là mình đã chỉnh thuốc một mặt không tốt, do đó thời điểm đó thấy là sài gòn phải được chết nhiều. Chứ còn ngày nay thì nếu anh có phương tiện, bây giờ tất cả các khoa học sức tại Việt Nam đều đặt cái tay đầu mặt, đều sử dụng thuốc bơm bằng công tin tự động, chứ hết cái chuyện mà mình bỏ chuyện truyền đo nha, hết đầu gắt đặt tay bây giờ mình phương tiện được nhiều, các thực tiện mình nhiều. Sắp hết rồi. Để hô hấp, hô hấp nó dùng vui thôi nhé. Bắt hô hấp nó cao cấp quá, hô hấp thì học thở máy. Hô hấp thì đương nhiên đối với hồi sức hô hấp, bệnh nhân nhiễm trùng huyết hoặc là sốc nhiễm trùng thì người ta cho thở oxy vì ta sợ rằng bệnh nhân có thể lo tình trạng co mặt, tình trạng sốc, thiếu oxy mô, nên bệnh nhân được cho thở oxy. Nếu thở oxy mà không hiệu quả siêu hấp thì người ta buộc phải đặt máy thở và chạy thở máy. À, đây là những thông số thở máy dành cho bệnh nhân bị tổn thương phổi cấp. Ha, thì mình học đó coi dùng các cái thông về để tổn thương sức đó thì mình cho những cực đó ha. Và đây là về hồi sức hô hấp. Kế phần cuối số điều trị hỗ trợ. Và điều trị hỗ trợ là bạn sẽ nấu về khúc chính giữa. Khúc chính giữa, khúc giữa đầu tiên hết là cọc tương huyết. Và ngày xưa tôi đi học khoảng tập viên 90 mấy cho đến đầu 2000, những thầy lớn tuổi già già người ta nói là sắc trùng nên xài cọc tương huyết vì họ thấy là cái kinh nghiệm của họ là cho vô rất là hiệu quả. Mình nhưng mà thật ra tập viên 80 thì ông Trudeau là người đã nghiên cứu cọc tương huyết và phát hiện ra rằng anh xài cọc tương huyết thì tỷ lệ tử vong nó cao hơn cho nó tăng tỷ lệ mổ nhiễm và bệnh nhân bị chết nhiều hơn vân vân. Thì thời điểm tập viên 80 thì đã cấm không có cho sử dụng cọc tương huyết rồi. Đến thập niên, cuối thập niên 90 thì người ta thấy rằng có một nghiên cứu đặt lên bên rất là nổi tiếng. Nghiên cứu này của ông Martin, người Pháp, ta tập chiếc Rama vào năm 2002 hoặc là vào năm 1998-99 gì đó. Khi đăng nghiên cứu mình lên thì toàn bộ sách giáo khoa viết lại hết là cho xài cọc huyết. Trước đó, tập niên 70 xài cọc huyết, tập niên 80 khi có thử nghiệm lâm sàng của ông Trudeau thì kết luận rằng ta xài cũng nó chết nhiều thì tất cả sách giáo khoa bỏ ra hết. Nhưng qua thập đến khoảng năm 2000 đã đi thì sẽ chúng ta xuất hiện lại sử dụng cọc tương huyết. Thì ông làm nghiên cứu thấy rằng nghiên cứu này thì bây giờ đã đúng rồi, nhưng mà tạm thời thế này thôi. Ông thấy thế này là nếu bệnh nhân
và có sự thành phần tương đối, ta còn dùng cho bệnh nhân những uống nước sẵn dùng hoặc sử dụng hoặc dùng cái test acetate do còn có đáp ứng cộng dưỡng máu hay không. Nếu thấy nó không đáp ứng thì bệnh nhân thiếu thì ông cho xài thêm hydrocortisone, thì giống xài hydrocortisone tỷ lệ tử vong là 53%, còn nhóm mà không xài chết 60%. Và cứu này khi đang lên thì người ta thấy rằng rõ ràng đã giảm được 10% tử vong, và tất cả sẽ được bao viết lại chỉ trùng huyết là được sắp trùng và là được sàng lọc trùng huyết. Tuy nhiên đến năm 2009 thì bác sĩ Rama đang một cái phương tiện gọn toàn bộ những nghiên cứu cũng chứng là chuyện này và kết luận ra chẳng khác gì cả. Rất nhiều chuyện ta thấy sẽ được sửa xong rồi sau đó là nghiên cứu thì không phải, mình hãy tập qua tập nghiên cứu, chúng ta không nghiên cứu, chúng ta cứ đi theo động cơ. Đến năm 2009 thì có một đồng party là ngon thôi nè, cũng còn thật ra hình và đám. Cuối cùng năm 2009, tạp chí Rama đăng lại một bài nữa và kết luận rằng xài hydrocortisone thì nằm ngay trên số 1 đó, không khác cái gì cả. Thế thì người ta rút ra thế này, ngay nay thì người ta chỉ sử dụng hydrocortisone trong trường hợp sắp bị trùng ở người lớn càng lớn thượng độ ngang xả hết thuốc vào kém đáp ứng với bùng dịch vào động mạch, tức là bùng dịch cho động mạch hết rồi nó chẳng lên được áp hết thuốc rồi đừng hết chậm. Là một trường hợp thứ hai, bệnh nhân nghi ngờ suy thượng thận. Một số bệnh nhân như người Việt Nam gặp nhiều lắm, số bệnh nhân như là ở nhà đau khớp mua cọc tới uống vài tháng không bị hội chứng quýt sinh ra thuốc với bệnh quýt sinh là hang mà phân bố ở đối đoạn đúng không, mặt tròn người mặt có bàn tay như thì teo đứt da đúng không. Những bệnh nhân đó khi anh bị nhiễm trùng nặng vô bệnh viện thì mình đâu có biết họ sẵn có thứ đâu mới cho, thì họ bị thiếu một cái dân, bởi vì anh xài một tiết kéo dài như vậy thì anh sẽ ức chế tinh thần làm tinh thần không sản xuất, sau đó tinh thần anh teo vì anh đồ một anh ngưng tinh thần anh không tái bọc là kịp thời và anh không tạo được một cái dân máu, do đó bệnh nhân bị thiếu một cái dân và tổn khác. Do cái trường hợp nào mà nghi ngờ có suy tinh thần, đặc biệt cái bệnh nhân có sản thuốc còn thiếu cái kéo dài hoặc là bệnh nhân có biểu hiện của suy tinh thần thì đã tài cho thêm. Thế hiện tại chỉ còn hai người bác thôi, ngay một lần là sắp bị trộn hết thuốc rồi cho hết đủ thứ hiệu quả còn thêm được, và trường hợp thứ hai là bệnh nhân có suy tinh thần đã được cấp cho cái thuốc mà cái test mà kích thích acetate bỏ không sử dụng nữa, bởi vì cái nguyên lý gì trơn á. Bây giờ liều là 200mg một ngày, tăng thể trường liên tục và tăng tim mạch 4 lần ngày thì là 500mg tim 4 lần hoặc là tăng trường liên tục 200mg. Khi nào bệnh nhân ngưng thuốc bằng mạch thì ta giảm liều và ngưng liên tục bằng mạch rồi. Còn hiện tại thì ta không xài được đó thôi, đúng không thủ quyết có giảm rồi. Rồi trên xe hoạt hóa, mình nhớ lại không? Bữa trước mình nói cái gì dòng thác đông máu thì nó có khi mà anh bị mở nguyên thì cái các cytokine tiết ra thành lực kim TNF alpha nó sẽ làm giảm protein C hoạt hóa, protein S nó giảm những protein đó, protein đó cái chức năng là gì? Chống độc, chống độc. Bệnh nhân cũng biết đánh giảm thì đó, khi đó người ta nghĩ rằng cái anh bù của nó vô protein C hoạt hóa cho bệnh nhân thì nó sẽ cải thiện điều đó. Đó quả đúng cái gì vậy? Nghiên cứu rồi quá. Khi mà nghiên cứu này đang lên thì sẽ cho các bạn sửa luôn. Và như cái cục huyết nặng, tức là anh đánh chỉ số alpha phi 2 trên 25 thì bệnh nhân được xài bệnh tinh xe hoạt hóa. Thế ra rằng bệnh nhân xài tinh xe hoạt hóa chết 34%, còn không xài chết 44%, giảm tới 13% là rất quan trọng đối với những cục sản phẩm nặng và sản phẩm cực kỳ quan trọng. Do sẽ cho ta sửa thuốc đã học qua những nào nó bị mắc quá, thuốc này được liệt trình điều trị là vài ngàn đô thuốc qua tới những nào cái vị lợi rất giàu và các con đầu ngay thời đó thì cũng thời năm 98, 2000, 2000 mấy mấy thì chỉ không qua đó đó là chưa có giàu lắm. Tuy nhiên năm 2012 chấn động cả thế giới khi người ta làm nghiên cứu muốn lặp lại kết quả đó mà không làm được. Kết quả rằng thuốc bệnh xeo phá và placebo thảo mắt khác thì chơi sẵn sàng còn như nhau. Và khi nghiên cứu mình đang lên tạp chí đưa lên thời công ty Lilly rút kiến thức thuốc đơn ngày tức ta rút kiến thức của thế này và người ta phát hiện rằng
Ekip làm nghiên cứu đầu tiên đó đã nhận tiền tài trợ từ hãng Lilly không sản xuất thuốc đó, và người ta nói rằng anh không biết bằng và có khả năng dữ liệu bị lạc vì lòng đó. Đúng là để tôi không nói trong tình kết quả hay sao, nhưng mà cuối cùng thì năm 2011 thôi, chỉ tính 2022 mới đăng báo, chứ 2011 người ta đã công bố một nghiên cứu rồi, thì thế giới ngưng sử dụng rồi sẽ hạ phạt nga vì không chứng minh được việc giảm tử vong. Ngưng sử dụng là nghe ra thuốc đó thì bỏ, rất nhiều thứ ta thấy ngon nhưng cuối cùng chẳng ngon. Và cái cuối cùng là kiểm soát đường huyết, kiểm soát đường huyết. Mình học bên sinh lý độ, nếu như là đường huyết cao thì nó ức chế chức năng của bạch cầu và thực bào, do đó ta hạ đường huyết xuống thì nó cải thiện khả năng nhiễm khuẩn. Chưa kể là đường huyết cao nó gây rất nhiều rối loạn, nó mất nước, rối loạn điện giải, và hôn mê, tiểu đường, cũng có nhiều thứ là nặng hơn của bệnh nhiễm trùng của bệnh nhân. Do đó mình thấy một cái nghiên cứu ở bên này, tôi nhớ là ở bên Hà Lan hay đâu đó đang đưa lên năm 2001, thì thấy rằng nếu trong khoa học sức mạnh, nếu ta kiểm soát đường huyết chặt chẽ thì tỷ lệ tử vong thấp hơn cái nhóm mà anh không kiểm soát đường huyết. Kiểm soát đường huyết chặt chẽ là gì? Là ta sử dụng insulin truyền tĩnh mạch để đưa đường huyết bệnh nhân xuống dưới 100mg trên decilit. Ngang trọng lên insulin thì thấy là cái ổn định hơn cái nhóm này, và từ đó thì khi những người đang lên thì sẽ được khoa sửa hết luôn nhiễm trùng huyết là phải sản thuốc đại xuống. Tuy nhiên sau đó vài năm thì người ta thấy thế này, anh đã kéo đường huyết xuống dưới 100 bằng insulin thì tác dụng hạ đường huyết nó rất là nhiều, là hạ đường huyết không phát hiện được bệnh nhân chết thì hạ đường huyết hạ nhiều hơn lợi. Do đó sau này thì người ta sửa lại, đúng là đường huyết xuống là tốt thật, nhưng mà hầu xuống 180 thôi, 180 tức là 10mmol thôi, chúng ta không kéo xuống dưới 100 nữa, kéo xuống 100 thì bị tai biến hạ đường huyết nhiều quá. Ngay từ đó kéo xuống 18 thì trong hồi sức đường huyết trên 18 thì sẽ insulin kéo đường huyết xuống dưới 180, và nó chỉ dẫn đường huyết dành cho nhiều khó khăn huyết đi đường huyết, đường huyết cao duy nhất đường huyết hạ thì bệnh nhân sẽ không hồi phục vì nó hư não do tuyến tiền. Còn được một số cái còn lại thôi, nên chỉ biết cả chỉ xài khi nào khi làm việc khó bệnh nhân quá thấp dưới bệnh thức điện làm thôi, nên ta sẽ sớm có tốt, bởi vì nên chỉ biết cả nó kết hợp với lại axit trong người bệnh nhân tạo ra SO2 đã thấm qua màng tế bào, nó gây toàn hóa động và làm tổn hại tạng nặng hơn cái đó. Trong trường hợp bệnh nhân máu dưới bệnh thức điện làm thì cơ tim mình nó sẽ không đáp ứng thuốc vận mạch nữa, anh cũng phải cho chỉ biết cả đưa nó đáp ứng thuốc vận mạch. Ngày xưa ta nghĩ rằng máu là giúp vận chuyển oxy đến mô, do đó nếu ta truyền nhiều máu thì ta sẽ tăng nhớ được độ mong river, là ta phải truyền sao cho những thức cầu trên 30%. Nên thì thật ra thì sau này thì ta làm nghiên cứu ta thấy rằng nếu anh để hemoglobin nhân từ 7 đến 9 so với nhóm hemoglobin từ 9 đến 11 thì thấy rằng tỷ lệ tử vong không khác biệt, nhưng mà anh truyền máu nhiều thì có tai biến của trường máu. Do đó, ta kết luận là gì? Yêu cầu hemoglobin nằm trong khoảng 7 đến 9 là đạt yêu cầu rồi. Do đó, nếu hemoglobin bệnh nhân dưới 7 thì ta mới truyền máu. Suy thận thì ta phải cho chạy thận ăn, điều trị thay thế thận cho bệnh nhân. Dự phòng thế mạng sau, dự phòng sức huyết tiêu hóa. À rồi, với cái này thì mình nhớ rằng nhiễm trùng huyết, nếu chúng ta làm tốt các động tác này thì chúng ta sẽ tránh được hậu quả của nó. Nên cái không thì sẽ đưa đến hậu quả nghiêm trọng, là nhiễm trùng huyết chết 20% ở Mỹ, sắp trùng chết 46% Việt Nam là thì cao hơn. Nhớ là hạn chế các thủ tục không cần thiết, hạn chế sử dụng kháng sinh. Rồi, hết rồi nghỉ, tôi sẽ gửi bài cho đó. Các ai thắc mắc gì không? Dài quá không? Chắc cũng không dài đâu, tôi cũng không quá dài. Cũng phải làm. Rồi.